của Chu Kiếm và vừa Bội Bội dường như là hộ vệ của xe ngựa này. Tuy người các đại phái không để cao thủ trên đan bảng ở trong mắt, nhưng cao thủ đỉnh tiêm trên đan bảng cũng chưa chắc sẽ luồn cúi các đại phái. Cao thủ có thể xếp hàng đầu trên đan bảng sao có thể đơn giản, mà người có thể đồng thời lệnh đan bảng thứ ba, thứ tư làm tùy tùng, người trong xe ngựa này cũng không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phong thanh gần đây, còn có trong tề kinh từng bước tập hợp tu sĩ, làm hắn mơ hồ có suy đoán. Vừa đánh giá xe ngựa, vừa nói hai các ngươi không tính bằng hữu gì, năm đó vì vị trí thứ ba còn một mất một còn qua, bây giờ làm sao đồng thời đến rồi. Chương 1936, 234 trên đan bảng 1. Vư Bội Bội không lên tiếng, Chu Kiếm mỉm cười nói: "Trong xe là Hắc Ly tiên sinh, hai chúng ta tạm làm hộ pháp." Quỷ Y, một đám đệ tử Thiên Hỏa giáo chấn kinh, danh tự của Quỷ Y là Hắc Ly, trong xe ngựa này chính là Quỷ Y thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trong truyền thuyết trong lúc nhất thời đều muốn gặp gỡ bộ dạng ra sao quả nhiên là quỷ y trong lòng từ bang căng thẳng vừa nãy hắn cũng chỉ là suy đoán không nghĩ tới là thật quỷ y quả nhiên bị ngọc thương chọc xuất sơn vừa xuất sơn phái đoàn còn thật không nhỏ vậy mà gọi đan bảng thứ ba và thứ tư làm hộ vệ thêm nữa trong thành tập hợp tu sĩ nhìn dáng rất là thật không dự định dễ dàng bỏ qua ngọc thương người chưa tới khi thế bao phủ tề kinh đã tới trước thêm nữa quỷ y trong truyền thuyết tính tình có oán tất báo a Tuy chỉ là một chiếc xe ngựa và hai hộ vệ, nhưng hắn ý thức được, lần này Ngọc Thương thật gây ra phiền phức rồi. Không có nắm chắc, người ta sẽ tìm tới cửa. Thực lực thường thường là sự thực để người tôn kính tốt nhất, Từ Bang nhìn xe ngựa chắp tay nói. Nguyên lai like là Hắc Ly tiên sinh đích thân tới, bị nhân trưởng lão Thiên Hỏa giáo Từ Bang, nghe tiếng tiên sinh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay có duyên gặp gỡ, không biết có thể bớt chút thời giờ gặp mặt hay không. Thanh âm già nua kia truyền ra, chỉ là một lang trung bình thường đi du lịch, không dám trèo cao thiên hỏa giáo. Từ bang lại nói, tiên sinh y thuật cao siêu, được thế nhân kính ngưỡng, từ mỗ hơi có nan đề trong y đạo, đang muốn thỉnh giáo. Trên thành có trà thơm, có thể mời tiên sinh lên thành nói chuyện hay không? Thanh âm già nua kia nói, từ trưởng lão tội gì miễn cưỡng, từ bang khoát tay nói, hắc ly tiên sinh hiểu lầm, vẻn vẹn là nghe đại danh đã lâu, khát khao gặp mặt mà thôi. Thanh âm già nua nói. Tiểu đồ ở tề kinh gặp nạn, lo lắng mà đến, tạm thời không có nhã hứng. Xin hỏi từ trưởng lão, lão phu có thể vào thành không? Đường đường trưởng lão thiên hỏa giáo khách khí như vậy, hạ mình đi mời, còn bị người cự tuyệt, ít nhiều cũng cảm giác có chút không mặt mũi, bất quá không phát tác được, lời nói xoay chuyển. Nghe nói hắc ly tiên sinh muốn tới, trưởng môn của tam đại phái tề quốc đều ở trong cung chờ đợi, mong tiên sinh đừng để ba vị trưởng môn chờ lâu. Thanh âm già nua nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông, lại miễn cưỡng xuống sẽ vô vị. Lần này vì việc tư mà đến, không muốn quấy nhiễu ba vị trưởng môn, mong từ trưởng lão thay mặt xin lỗi ba vị trưởng môn một chút. Gò má từ bang banh banh, ý đồ đến của Hắc Ly tiên sinh, ta có biết một chút, chỉ là tam đại phái không thể không nhắc nhở một tiếng, nơi này là tề kinh, tiên sinh tốt nhất đừng sằng bậy, bằng không mọi người đều không dễ nhìn. Thanh âm già nua nói, lão phu một giới hàn y, vô ý cũng vô lực cuốn vào thiên hạ phân tranh, lần này chỉ vì giải quyết việc tư, chỉ cần tam đại phái không nhúng tay vào lão phu cũng không phải người không thức thời không dám mạo phạm uy nghiêm của tam đại phái từ bang như vậy thì tốt thanh âm già nua nói có thể đi được chưa cho đi từ bang ra lệnh đợi người tránh ra lại nhìn xe ngựa đưa tay ra hiệu nói xin mời phu xe vung roi xe ngựa lại lần nữa không nhanh không chậm tiến lên xe ngựa đi qua từ bang liếc nhìn phu xe mang đấu bổng kia nghe được trên người phu xe có mùi lạ không biết này lại là người nào từ bộ dáng của đối phương có thể nhìn ra không phải người bình thường. Nhìn đối phương đi xa dần, từ bang nhấc tay gọi người qua, phân phó nói. Lập tức đi thông báo trưởng môn, vâng, đệ tử lắc mình rời đi, phía sau truyền đến thanh âm ồn ào, từ bang quay đầu nhìn, phát hiện một đám binh sĩ đồng thời vây quanh không biết đang nói cái gì, hỏi một tiếng. Chuyện gì ẩm ý, đám binh sĩ lập tức yên tĩnh, một tiểu tướng bẩm báo. Vừa nãy kiểm tra, thủ hạ của ti trước nhìn thấy khuôn mặt của phu xe, bị dọa sợ. Nói xong chỉ chỉ thủ hạ của mình, từ bang tiến lên hai bước, hỏi quân sĩ kia, vì sao, quân sĩ kia thấp thỏm, hồi bẩm trưởng lão, khuôn mặt của phu xe kia rất cổ quái, tựa như quỷ, đột nhiên thấy, xác thực rất dọa người. Từ bang nhíu mày, lại quay đầu nhìn phương hướng xe ngựa rời đi, nhớ không nổi tu tiên giới có người như vậy. Xe ngựa vào thành không lâu, bên đường phố có người bước nhanh đi tới bên xe ngựa đồng hành, chắp tay nói. Tiên sinh đã xác nhận, người còn ở phù phương viên. Thanh âm già nua nói. Vậy thông báo mọi người đi phù phương viên đi. Vâng, người kia lĩnh mệnh tiếp tục đồng hành ở bên cạnh. Trong hiên các, Hạo Vân đồ đang cùng trưởng môn của Tam Đại Phái nghị sự. Bên ngoài, bộ tầm và người đến báo nói chuyện một chút, xoay người nhanh bước đi vào bẩm báo. Bệ hạ, ba vị trưởng môn, từ bang từ trưởng lão ở cửa tây phái người truyền lời, quỷ y từ cửa tây vào thành. Ồ trưởng môn của tam đại phái lục tục đứng lên hạo vân đồ cũng chậm rãi đứng dậy vũ văn yên hỏi có mời người đến không bên này cũng chờ mong gặp gỡ quỷ y trong truyền thuyết nha bộ tầm từ trưởng lão có mời nhưng đối phương nói nước giếng không phạm nước sông vì việc tư mà đến không chịu vào cung gặp mặt tam thiên lý lại hỏi lúc này người ở nơi nào bộ tầm hồi theo báo cáo nói là còn đi ở trong thành hạo vân đồ sai người tiếp tục nhìn chằm chằm có dị thường lập tức đến báo Vâng, bộ tầm lĩnh mệnh, Hạo Vân Đồ nhìn trưởng môn ba phái nói. Quỷ y này triệu tập một đám tu sĩ ở Kinh Thành, bây giờ bản thân hắn cũng đến, đừng có chuyện gì mới tốt. Này là nhắc nhở tam đại phái phải làm tốt chuẩn bị. Phù phương viên, trong tầng hầm, Ngọc Thương bàng quan nhìn thẩm vấn Tây môn tình không. Kết quả vẫn làm hắn thất vọng và phẫn nộ, khổ thần đan có thể phá hủy thân thể của Tây môn tình không, nhưng không cách nào phá hủy ý chí của Tây môn tình không, ý chí khủng bố mà cường đại, tàn phá bất khuất chính vì như thế hắn càng ngày càng không thể buông tha thả loại người này đi tất thành hậu hoạn sư tôn quách hành sơn vội vã chạy vào tầng hầm chắp tay bẩm báo sư tôn quỷ y đến rồi ngọc thương quay đầu lại đã vào phù phương viên quách hành sơn biết hắn hiểu lầm vội vàng cải chính nói vào thành vừa vặn nhận được tin tức đã vào thành hộ vệ là chu kiếm và vư bội bội quỷ y rốt cục đến rồi làm ngọc thương căng thẳng lại nghe nói đàn bảng xếp hạng thứ ba chu kiếm cùng xếp hạng thứ tư vư bội bội thành hộ vệ của quỷ y thần kinh càng ngày càng căng thẳng hai vị này ở trên đàn bảng xếp hạng đều cao hơn hắn xếp hạng có lẽ không nói rõ được vấn đề thực lực cá nhân nhưng có thể nói rõ năng lượng của quỷ y ánh mắt ngọc thương lấp lóe không yên bây giờ người ở nơi nào quách hành sơn hành tung bất định trước mắt vẫn còn loanh quanh ở trong thành ngọc thương trầm giọng nói tiếp tục nhìn chằm chằm có dị thường lập tức đến báo mặt khác nếu như phát hiện đặt chân ở đâu, lập tức đến báo cho ta. vâng, quách hành sơn lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. ngọc thương quay đầu lại nhìn tây môn tình không thống khổ lăn lộn trên đất, cắn răng nói: cho hắn thuốc giải. quỷ y đã đến, hiện tại hắn đã không có tâm tình thẩm vấn tiếp, bỏ giờ thẩm vấn, cho thuốc giải là tạm thời không thể để tây môn tình không độc phát mà chết. trước lặp đi lặp lại đều như vậy, lúc độc tính sắp bước từ tây môn tình không sẽ cho thuốc giải. đợi thân thể tây môn tình không chuyển biến tốt lại lần nữa thôi phát độc tính dần và thẩm vấn. Ra địa lao, Ngọc Thương nhấc tay căn dặn độc cô tính. Lệnh người tăng mạnh đề phòng, không được có bất kỳ sơ sẩy. Vâng, độc cô tính đáp lại, thần sắc cũng rất nghiêm nghị. Ngọc Thương trở lại chính sảnh bồi hồi, chờ đợi quỷ y tới cửa, tư vị loại chờ đợi này không dễ chịu, cũng không biết quỷ y kia có tới hay không. Keng lách tách, keng lách tách, chương 1937, 234 trên đan bảng 2 lục lạc trên xe ngựa một đường lay động phát ra tiếng vang kỳ quái hướng đi cũng không phải phù phương viên mà là lòng vòng ở trong kinh thành tiếng chuông giống như là tín hiệu triệu hoán không ngừng có tu sĩ lộ diện nhìn xe ngựa chắp tay hành lễ hắc ly tiên sinh người đồng hành thay đáp lời trước tiên đi tới ngoài phù phương viên chờ một chút hắc ly tiên sinh trước tiên đi tới ngoài phù phương viên chờ một chút theo thời gian trôi qua tin tức quỷ y đã đến tề kinh dần dần truyền ra không ít người nghe tin đi xem trò vui Đầu đường, nơi xe ngựa đến, ngay cả dân chúng lui tới trong thành cũng phát hiện không đúng, phát hiện không ít nhân sĩ mang theo đao kiếm đi theo, ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Cũng thỉnh thoảng xuất hiện người mang vũ khí đi tới trước xe ngựa, hành lễ sau đó rời khỏi. Ở đầu hẻm, một lão thái bà chống nặng chờ đợi, chờ xe ngựa đi tới, đột nhiên ném gậy, lấy đi ngụy trang, lộ ra chân dung xinh đẹp tiến lên. Nhan Bảo Như, vư bội bội kinh ngạc, người tới chính là Nhan Bảo Như, nghe vậy gật đầu, sau đó đồng hành ở bên xe ngựa chắp tay nói. Hắc ly tiên sinh, ta chính là nhan bảo như tùy tùng bên cạnh vô tâm tiểu tiên sinh, lúc trạch viện của tiểu tiên sinh gặp nạn, tiểu tiên sinh lệnh ta thoát thân, sau khi thoát thân không cách nào liên hệ được, nên chờ đợi đến nay. Thanh âm già nua lên tiếng ngắt lời, ngồi đi, ngồi, nhan bảo như vừa đi vừa nhìn chung quanh một chút, ngồi cái gì. Nàng còn tưởng bản thân nghe lầm, tách tách, phu xe vung roi gõ gõ càng xe, nhan bảo như lập tức phản ứng lại, không khỏi kinh hỉ, này là coi nàng như người mình, nhất thời lắc người, rơi ở trên càng xe, cùng phu xe song song. Chu kiếm và vư bội bội nhìn nhau, đều nhìn ra cổ quái trong mắt đối phương, đan bảng xếp thứ hai, ba, bốn lúc này đều hộ vệ ở bên xe ngựa. Tu tiên giới trừ cửu thánh, chỉ sợ các đại phái trong thiên hạ cũng khó thuộc tập bọn hắn lại ra lệnh. Tuy chỉ là một chiếc xe ngựa, còn có vẻn vẹn mấy người, nhưng tu sĩ ở hai bên đường quan vọng đã bắt đầu xì xào bàn tán. Có rần sắc nghiêm nghị, cũng có mặt lộ vẻ hâm mộ. Anh vương phủ, đại khâu môn xa bất chỉ vội vã vào phủ, thẳng tới trong phủ, nhìn hạo chân đang ôm tiểu nhi chơi đùa nói. Vương ra, quỷ y đến rồi, vào thành, thiên hỏa giáo cao tiệm hậu, huyền binh tông tạ Long Phi ở phụ cận nói chuyện phiếm đều nghe tiếng quay đầu lại, xoay người đi tới. Thiệu liễu nhi ngẩn ra, thử hỏi, sư phó của vô tâm tiên sinh đến rồi, xa bất chỉ gật đầu, hạo chân giao hài tử cho thiệu liễu nhi, thiệu liễu nhi thì gọi vú em qua mang hài tử đi cũng chính là nói, quỷ y tự mình ra mặt cứu vô tâm tiên sinh. Hạo chân hỏi, xa bất trì, sợ là sợ không chỉ cứu người đơn giản như vậy, đàn bảng xếp hàng thứ hai nhan bảo như, xếp hạng thứ ba chu kiếm, xếp hạng thứ tư vư bội bội đều hiện thân, đều hộ giá ở bên người quỷ y. Tu sĩ trong thành lục tục chạy tới bái kiến, sau đó lại lao tới phủ phương viên, đại lượng tu sĩ đã bắt đầu tụ tập ở xung quanh phủ phương viên. Hạo chân, làm ra tình cảnh lớn như vậy, muốn làm gì, Lẽ nào còn muốn khai chiến ở trong kinh thành sao?" Cao Tiềm Hậu nói, nghe đồn quỷ y này là người có thị tất báo, Tạ Long Phi cũng khẽ gật đầu, mới đầu Ngọc Thương không để quỷ y ở trong mắt, không để vào mắt thì thôi, lại còn bắt đệ tử thân truyền của quỷ y, lần này sợ là hắn cũng đau đầu. Thiệu Liễu Nhi thử hỏi, "Thả người, nhân nhượng cho yên chuyện không được sao?" Sa Bất Trì lắc đầu, hiện tại hắn đã cưới hổ khó xuống, thả người cũng có lý do, dưới tình huống bị bức bách này, để hắn làm sao thả người? hiện tại hắn thả người cũng không phải rời đi cũng không phải quỷ y không nói hai lời trực tiếp lao tới nói rõ chính là muốn cho ngọc thương bài học ngọc thương tính sai rồi đoán chừng mới đầu không để quỷ y không quyền không thế ở trong mắt không nghĩ tới quỷ y có thể cường thế như vậy hiện tại ngọc thương đã tiến thoái lưỡng nan hạo chân nói nói như thế quỷ y từ đầu tới đuôi không có ý tứ cùng ngọc thương hiệp đàm thả người mà trực tiếp muốn liều với hiểu nguyệt các tính khí của quỷ y này cũng thật lớn Tình huống trước mắt không biết Tam đại phái có thái độ gì. Ba người nhìn nhau, xa bất chỉ thay trả lời, dường như là muốn yên lặng nhìn tình huống, tọa sơn quan hổ đấu cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Hạo Chân khẽ gật đầu, lão thập thất chết, phụ hoàng cũng có chút ý kiến với Ngọc Thương. Thiệu Liễu Nhi lo lắng là cái khác, nghe xong nghị luận, lại thử hỏi, Quỷ y tự thân xuất mã, có thể cứu Vô Tâm tiên sinh không? Hạo Chân nói, có thể cứu hay không đã không trọng yếu cái này không phải chúng ta có thể bận tâm nàng cũng không nên dính vào tu sĩ tụ tập ở xung quanh phù phương viên càng ngày càng nhiều trên căn bản đã vây quanh toàn bộ phù phương viên quách hành sơn vội vã chạy vào chính sảnh sắc mặt không quá đẹp đẽ chắp tay bẩm báo sư tôn bên ngoài người càng đến càng nhiều bước đầu ước lược sợ là không dưới 5.000 người đã hoàn toàn vây quanh phù phương viên kỳ thực quỷ y không có gọi nhiều người như thế là người nghe nói động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt càng nhiều a à. Nhưng Ngọc Thương nào biết, ai cũng không rõ người nào là thiếu nợ nhân tình của quỷ y đến, người nào không phải, theo quy củ của quỷ y, người thiếu nợ nhân tình của hắn bình thường đều không được rêu sao. Đột nhiên tụ tập nhiều người như thế, còn hoàn toàn vây quanh phù phương viên, khẳng định không phải quân đội bạn, muốn làm gì, lại sẽ làm ra cái gì, vẫn chưa thể xác định, nói chung áp lực của Ngọc Thương rất lớn. Vì ứng biến, nhân viên đồng hành cộng thêm lâm thời triệu tập đến nhân thủ, tổng cộng cũng chỉ mấy trăm người mà thôi, nhưng quy mô của đối phương đạt mấy ngàn người, áp lực không lớn mới là lạ. Then chốt là, hắn biết phía bên mình có bao nhiêu hảo thủ, nhưng không biết bên đối phương đến bao nhiêu cao thủ. Khuôn mặt Ngọc Thương căng thẳng, cắn răng nói, Hắc Ly lão tặc, cho mặt không muốn mặt, ta không tin hắn dám ở tề kinh hiệu lệnh nhiều người đánh giết như thế. Đối với thuyết pháp này, độc cô tĩnh cảm thấy mình nên nhắc nhở một thoáng. Sư tôn, đồn đại quỷ y là người có thù tất báo, có thể sằng bậy hay không? Cũng không thể không phòng A. À ý tứ là không được cảm thấy may mắn quách hành sơn cũng nói sư tôn sư huynh nói có lý vạn nhất lão tặc kia nổi điên chúng ta chuẩn bị không đủ sợ là sẽ ăn thiệt thòi hiện tại nhan bảo như chu kiếm vư bội bội đều đi theo bên cạnh hắn lai giả bất thiện a à. trong mắt ngọc thương sáng tối bất định hít sâu một hơi lại từ từ thở ra nói lập tức phái người đi liên hệ tam đại phái tề quốc ta không tin bọn họ hy vọng nhìn thấy tề kinh đại loạn để bọn hắn phái nhân thủ đến hiệp trợ Nhanh đi, vâng, quách hành sơn lĩnh mệnh cấp tốc rời đi, cũng không chỉ hoãn nổi, đã là sơn vũ dục lai, tùy thời có khả năng bạo phát. Từ bang nhìn vào nội thành, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc, trở về. Chiếc xe ngựa phát sinh tiếng chuông cổ quái kia trở về, lại chạy đến cửa tây, từ bang hồ nghi, lẽ nào là muốn rời đi. Không đi, xe ngựa tới gần cửa thành thì dừng lại, phu xe vung roi điều động, xe ngựa thay đổi phương hướng. Phương hướng xoay một cái, phu xe quay đầu lại hỏi. Sư phó, đã một vòng, hiện tại đi đâu? Nghe được lời ấy, Nhan Bảo như có chút ngoài ý muốn nhìn phu xe, người này cũng là đệ tử Quỷ Y. Thanh âm già nua nói, cũng nên đi gặp người bắt sư huynh ngươi rồi. Sư huynh? Nhan Bảo như lại lần nữa ngoài ý muốn, cảm thấy Vô Tâm đã đủ trẻ tuổi, không nghĩ tới còn có sư đệ, vừa rồi nàng còn tưởng phu xe là sư huynh của Vô Tâm. Vù đùng, phu xe vùng roi, xe ngựa chạy băng băng, không giống như trước không nhanh không chậm. Chu kiếm và vư bội bội theo ở phía sau cũng thúc ngựa ra tốc đuổi tới. Trường 1938, cứng sông, từ bang đứng ở đầu tường nhìn có chút không hiểu là ý gì. Trong hiên các, bộ tầm đi vào bẩm báo. Bệ hạ, Ngọc Thương Tiên xin gửi thư, xin tam đại phái điều người đi tới phủ phương viên giúp đỡ. Vũ Văn Yên nở nụ cười, xem ra Ngọc Thương lo lắng rồi. Tam thiên lý, dù sao cũng là mấy ngàn người vây quanh phủ phương viên nha. Hạo Vân Đồ hỏi ba người, trả lời thế nào, Bắc Huyền, không hồi phục, quỷ y dám làm lớn sự tình, chúng ta lại ra tay chấn áp cũng không muộn." Vũ Văn Yên gật đầu, lão quỷ này khó được lộ diện, cũng chưa từng thấy hắn đối kháng qua thế lực khổng lồ như Hiểu Nguyệt Các, là cơ hội khó được ước lượng hắn. Coi như hắn có bản lĩnh kia, ta cũng không tin hắn dám giết Ngọc Thương, bằng không sau này Hiểu Nguyệt Các sẽ cùng quỷ y không chết không thôi." Hạo Vân Đồ thử nhắc nhở, vạn nhất thật giết Ngọc Thương, sợ là có ảnh hưởng tới liên minh kháng tấn của chúng ta." Vũ Văn Yên thiên hỏa giáo ta cũng không ra mặt, huống hồ quỷ y đã tỏ rõ thái độ, nước giếng không phạm nước sông, hắn làm người vẫn tính thủ tín, hẳn không đến nỗi cố ý quấy rối ở trong kinh thành. Hạo Vân đầu nhìn phản ứng của ba người, thấy thái độ ba người nhất trí, đành phải nhìn bộ tầm gật đầu. Bộ tầm vừa thúc thủ lui qua một bên, chờ thấy lại có người đến, vội vàng đi ra ngoài chạm mặt giao lưu, sau đó lại vào bên trong bẩm báo. Bệ hạ, xe ngựa của quỷ y đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhìn tuyến đường, dường như là thẳng đến phù phương viên. Tam Thiên Lý đứng lên, cười ha ha nói, xem ra là muốn phân cao thấp, hai vị có muốn cùng đi nhìn xem hay không. Vũ Văn Yên và Bắc Huyền đứng lên, người sau nói, chưa từng gặp mặt, đang muốn nhìn quỷ y kia bộ dạng ra sao. Bệ hạ, lệnh nhân mã trong kinh chuẩn bị sẵn sàng, một khi có biến không đến nỗi để tình thế mất khống chế. Hạo Vân Đồ, đại quân và Pháp Sư theo quân từ lâu đã điều phối thỏa đáng. Được, ba người nói đi là đi, triệu tập nhân thủ bay lượn rời đi. Hạo Vân Đồ cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng xuất hành bất tiện, chỉ có thể nhìn theo, có lúc là thật ước ao những người có thể bay tới bay lui kia. Sư Tôn, xe ngựa quỷ y ra tốc tới. Sư Tôn, xe ngựa quỷ y đã qua phố Tây Bắc. Sư Tôn, xe ngựa quỷ y đã qua trường đình phía Nam. Trong phủ phương viên, Ngọc Thương đã ngồi xuống lẳng lặng chờ mặt không hề cảm xúc, kỳ thực nội tâm bị bẩm báo liên tiếp làm cho áp lực rất lớn, theo mục tiêu càng ngày càng tiếp cận, đối mặt tình thế không thể dự đoán, bị làm có chút âm thầm sốt sáng lên. Hắn không biết Quỷ Y là cố ý chế tạo bầu không khí căng thẳng cho hắn, hay là vô tình, nhưng đích xác là từng bước tạo áp lực, làm áp lực bên này càng ngày càng lớn. Người còn chưa tới, thanh thế đã chiếm thượng phong, lớn tiếng dọa người. Khống chế người tốt chưa, Ngọc Thương bỗng nhắc nhở một câu, Độc Cô Tĩnh nói, sư tôn yên tâm, vô tâm chạy không được, tùy thời có thể xử trí ngọc thương trầm giọng nói bên tam đại phái tề quốc còn không hồi phục sao độc cô tĩnh nói không có bất kỳ hồi phục ầm uhm, ngọc thương vỗ bàn đứng dậy trầm giọng nói thông báo xuống làm tốt chuẩn bị chiến đấu độc cô tĩnh đã chuẩn bị thỏa đáng quả thực là cả gan làm loạn ta ngược lại muốn nhìn xem quỷ y này dài ra mấy cái đầu ngọc thương hừ lạnh một tiếng tay áo vung một cái đi ra cửa keng lách tách keng lách tách thanh âm chuông xe đi tới nhân viên tập hợp ở ngoài phù phương viên dồn dập chen qua hai bên, nhượng ra con đường, thỉnh thoảng có người quay về xe ngựa chắp tay hành lễ. Người trước mắt rất nhiều, sa má cũng hãm lại tốc độ, trực tiếp đến cửa lớn của phù phương viên. Ngoài phù phương viên, đã từng cực kỳ náo nhiệt, kia là rất nhiều năm trước, ai cũng muốn chứng kiến phong thái của Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Một lần náo nhiệt nhất còn khoa trương hơn lần này, Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ muốn ném tú cầu, dẫn tới người từ bốn phương tám hướng chen tới nước chảy không lọt. Không trần diễm sự đã qua, bây giờ tập hợp đều là tu sĩ. Bên ngoài có một hàng nhân viên hiểu nguyệt các canh gác, những người này áp lực cũng lớn, bên ngoài minh mông một đám người, vừa ra sự tình bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sao. Đặc biệt là xe ngựa trước mắt căn bản không có ý tứ dừng lại, trực tiếp xông đến. Một người hò hét, đỗ xe, lập tức đỗ xe, thấy vẫn tiếp tục, đối mặt thanh thế này cũng không dám như thường ngày cường hành công kích, người cấp tốc tiến lên, vồ lấy càng xe ngựa, muốn cường hành ngăn chặn xe ngựa đi vào roi ngựa trong tay phu xe vù một tiếng, ầm, điểm trúng cánh tay của đối phương, người trong nháy mắt a một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp động thủ, nhan bảo như cả kinh, càng làm cho nàng hoảng sợ là, phu xe này ra tay, nhìn như tùy ý, nhưng làm người ta không kịp phản ứng, nàng suýt chút nữa không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay. Sư đệ của vô tâm tiên sinh, lẽ nào là nửa đường nhập môn sao? Bằng không lấy tuổi của vô tâm đến suy tính, vị này không có khả năng tu luyện ra thực lực như vậy tạm nhấn xuống lòng kinh nghi bất định, quay đầu lại, cũng không nghe được trong xe ngựa có ý tứ ngăn cản, đã có sức lực này, nàng cũng không sợ, ra tay không khách khí. Thấy bên này cứng sông không nói, còn trực tiếp ra tay hại người, thủ vệ lập tức muốn phản kích. Nhan bảo như vung tay một cái, hai tay hư chảo. Áp lực trong không khí dường như trong nháy mắt gia tăng vô hạn, đám người gác cửa phản ứng kịch liệt trong chớp mắt ngưng trệ, động tác chậm chậm như đều bị đồ vật trong suốt bao lấy. Này là tình hình ngoại nhân nhìn, nhưng người thân ở trong đó có thể cảm nhận được mình bị một cổ lực lượng vô hình chế trụ. Hai tay nhàn bảo như kéo một cái, bảy tám người đồng thời đánh tới xe ngựa, khi sắp đụng vào, lại thấy hai tay nàng đẩy ra, giống như lá cây bị hất bay. Không còn người ngăn cản, phu xe thờ ơ điều khiển xe ngựa xông vào cửa. Ngọc Thương ở xa xa nhìn thấy một màn này hai gò má căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn đại thụ xung quanh, chỉ thấy trên tán cây đứng mấy người, mới vừa tới, trưởng môn của tam đại phái tề quốc đều ở trong đó này nói rõ là đến xem náo nhiệt ngọc thương âm thầm căm tức trực tiếp động thủ rồi trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau phát hiện quỷ y rất cường thế a à, chân chính là không để hiểu nguyệt các ở trong mắt từ đâu tới sức lực này mắt thấy thủ vệ bị lật tung nhân viên hiểu nguyệt các lập tức lao ra nhưng ngọc thương đột nhiên hò hét đã có khách quý đăng môn không được vô lễ lui ra nhân viên hiểu nguyệt các lập tức lùi lại vừa đến liền động thủ chu kiếm và vư bội bội cũng có chút đau đầu xe ngựa vừa vào cửa đi vào không chỉ xe ngựa đám tu sĩ ở bên ngoài cũng theo xe ngựa tràn vào còn có phải đến chợ trận cho quỷ y hay không thì không biết pháp nhãn của ngọc thương nhìn qua muốn nhìn những người kia nhưng người theo tới trên căn bản đều mang mặt nạ hiển nhiên có ý che giấu thân phận đối tượng dù sao cũng là hiểu nguyệt các một ít người trả nhân tình quy trả nhân tình nhưng có chút cũng không muốn công khai đối kháng với hiểu nguyệt các dường dưng để hiểu nguyệt các nhận ra này là chuyện tốt sao thua người không thua trận Ngọc Thương vung tay, nhanh chân đi về phía trước, đi tới giữa trường ngừng lại, nhìn xe ngựa chắp tay, cười ha ha nói. Hắc ly tiên sinh, đại danh như sấm bên tai, Ngọc Thương đợi đã lâu rồi. Xe ngựa tới gần đối phương, phu xe ghim dây cương, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trong thùng xe truyền ra đáp lại, thanh âm già nua thật yên lặng nói. Ngọc Thương, thầy cho ta và hiểu nguyệt các ngươi không thù không oán, cớ gì bắt nạt đồ nhi của ta. Trường môn của tam đại phái đứng ở trên tán cây thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu thùng xe. Ngọc Thương cười ha ha nói, Hắc Ly tiên sinh, nói như vậy không khỏi nói quá sự thật. Đây là ân oán giữa tần quốc ta và vệ quốc, theo ta được biết, Hắc Ly huynh chưa bao giờ nhúng tay thị phi các nước, nhưng đồ nhi của ngươi ngăn trở tần quốc ta bắt người, ta đã khuyên bảo, nhưng đồ nhi của ngươi không chỉ không nghe, còn nói năng vô lễ với Ngọc Mỗ, bất đắc dĩ đành phải cho chút màu sắc. Trường 1939, dám cố chấp với ta, ai cho ngươi lá gan? Hừ hừ, thanh âm già nua phát sinh một trận cười gần, tiếp nhận chỉ cần là bệnh nhân, thầy cho ta chỉ để ý trị bệnh cứu người, mặc kệ thế gian thị phi, ở trong loạn thế này cũng quản không được. Chị hết bệnh, đi ra ngoài là chết hay sống, có ân oán gì, hết thầy không hỏi đến. Trên xe của ta nhân chứng, thị phi đúng sai, ta đã hiểu. Ngọc Thương, người ỷ thế hiếp người trước, rào khẩu ngụy biện ở sau, được lắm cho chút màu sắc. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, đồ nhi của ta, người thả hay là không thả? ánh mắt ngọc thương lấp lóe thả hắn ngược lại là muốn thả chỉ là thả như vậy mà nói bao nhiêu người nhìn hắn khó tránh khỏi có chút mất mặt lạnh nhạt nói hắc huynh tự mình ra mặt tự nhiên là hơ dễ ảo nói ta đối xử với lệnh đồ rất tử tế không tổn hại một cọng lông nhưng người của ngươi vừa đả thương người của ta muốn ta thả người làm sao cũng phải có lời giải thích chứ hắn đã nhắc nhở rất rõ ràng cũng cho quỷ y bậc thang đi xuống ta bắt người của ngươi người của ngươi cũng đả thương người của ta chỉ cần quỷ y xuống nước, mọi người coi như hòa nhau lẫn nhau, đều có mặt mũi, sự tình này cũng coi như qua." Thanh âm già nua cười ha ha nói, "Ngươi vô lý trước, còn muốn ta cho thuyết pháp, không hổ là quốc sư Tần Quốc. Đồ nhi của ta là chết hay sống, ngươi cũng phải lôi ra cho ta xem một chút chứ." Dễ nói, Ngọc Thương nở nụ cười, ánh mắt nhìn Chu Kiếm và vư bội bội một chút, sau đó quay đầu lại nói, "Đi, mời cao đồ của Hắc huynh ra." "Vâng," Quách Hành Sơn lĩnh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau, người được mang đến, vô tâm và quách mạn đều bị mang ra ngoài, bất quá trên người đều bị hạ cấm chế, lại có người chuyên chăm sóc, chạy là đừng nghĩ chạy. Ngọc Thương nhìn vô tâm nói, Hắc Huynh mời xem, lệnh đồ lông tóc không tổn hại nha. Thanh âm già nua từ từ nói, vô tâm, thế gian này tốt không? Mọi người không rõ thâm ý trong lời ấy, chỉ có vô tâm im một lúc mới chắp tay. Đệ tử bái kiến sư tôn, sư tôn nói không sai, nhưng thế gian vốn là như vậy thanh âm già nua thở dài người vẫn u mê không tỉnh a à, vô tâm lại trầm mặc ngọc thương bỗng cười nói hắc huynh người hưng sư động chúng mà đến nhưng ngay cả mặt cũng không chịu lộ keo kiệt bộ mặt như vậy còn muốn ta giao người có phải có chút quá mức rồi hay không thanh âm già nua nói vô tướng người đi tiếp sư huynh trở về đi vâng phu xe bỏ roi nhảy xuống xe không nhanh không chậm đi về phía trước nhan bảo như cũng nhảy xuống theo cùng phu xe song song tiến lên thấy cảnh này, hai mắt Ngọc Thương híp lại. Hắc huynh, chẳng lẽ người còn muốn cướp người sao? Vô tâm và quách mạn bị người kéo ra sau, cũng tăng mạnh nhân thủ coi chừng, đồng thời có đao kiếm gác ở trên cổ hai người, một khi có bất chắc, hai người sẽ lập tức bỏ mạng. Độc cô tĩnh và quách hành sơn cũng tiến đến bên cạnh sư phụ, trên tay đều nắm thiên kiếm phù đề phòng. Tả hữu càng có một loạt cung tiến thủ bố trận thành hình quạt, kéo huyền thiên phá cương tiến, mũi tên nhắm ngay hai người đám người trưởng môn của tam đại phái chỉ nhìn không nói. Mọi người theo vào, còn có đứng ở ngoài sân cũng nhìn chầm chầm một màn này. Mắt thấy hai người từng bước áp sát, sắc mặt ngọc thương trầm xuống, phát sinh cảnh cáo nghiêm khắc. Hắc huynh, nếu người của ngươi lại dám tới gần mà nói, ra sự tình cũng đừng oán ta. Nhưng người trong xe không có lên tiếng, ngược lại là phu xe và nhan bảo như nghe được cảnh cáo dừng lại, đối lập với đám người ngọc thương, rất có tư thế lấy hai địch trăm hai tay trong tay áo của nhan bảo như đã thủ thế. Ngọc Thương nhìn chăm chú hai người ánh mắt đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhận ra được áp lực trong không khí đột nhiên tăng cường đè ép, ánh mắt nhìn về phía nhan bảo như, ý thức được đối phương là người nào, cũng ý thức được vì sao đối phương không sợ hãi, càng ý thức được đối phương muốn làm gì, hò hét. Ngăn trở, nhưng đã muộn, hắn cảm giác thân hãm vào bùn, phản ứng chỉ đột. Đâu chỉ là hắn, độc cô tính và quách hành sơn cũng cảm giác được áp lực đồng dạng, ở dưới kinh hãi, trực tiếp thôi phát thiên kiếm phù. Cung tiến thủ vừa nghe hiệu lệnh, huyền thiên phá cương tiến trong tay cũng vèo vèo bắn ra. Năng lượng bàng bạc của hai đạo thiên kiếm phù vừa ra, trong nháy mắt xé rách lực lượng không gian của nhan bảo như. Lực trì trệ vừa vỡ, ngọc thương vội vàng tránh đi. Nhưng phu xe đã nhân lúc độc cô tính và quách hành sơn trì trệ không kịp phản ứng lắc mình rời đi, có thể nói trong nháy mắt lóe qua giữa hai người, lao thẳng tới ngọc thương. Cung tiến thủ không để ý người mình, huyền thiên phá cương tiễn thả ra mau châm ngay cả người mình cũng bao trùm. Người bên này có giải dược, chỉ cần không sợ độc tính, chỉ là kim đâm thì có gì phải sợ. Mà nhan bảo như và phu xe cũng không nhìn huyền thiên phá cương tiễn uy hiếp, phu xe lắc người rời đi, nhan bảo như thì tay áo tung bay chống đỡ mau châm lùi về sau, trên người đã trung trí ít hơn trăm châm. Sở dĩ cấp tốc thối lui, không phải sợ độc châm, mà là sợ độc cô tính và quách hành sơn sử dụng thiên kiếm phù. Nhưng độc cô tính và quách hành sơn đã không rảnh bận tâm nàng, hoảng sợ nhìn về phía phu xe. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến như một mị ảnh. Thần sắc đám người trưởng môn của tam đại phái đại biến. Đích xác là quá nhanh, nhanh đến ngọc thương trở tay không kịp, dưới vội vàng song trưởng đẩy ra một đạo hào quang đánh về người nhào tới. Ngũ trảo của phu xe như câu, ầm, um, dễ dàng đánh tan đoàn hào quang kia, cương phong phân tán, ngọc thương chỉ cảm giác một bóng đen xuyên phá đến trước mắt, một khắc sau cái cổ căng thẳng, có cảm giác bị cắt đứt. Này là người nào, lẽ nào là Nguyên Anh Kỳ sao? Hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương quá cao, căn bản không phải kim đan đỉnh phong bình thường có thể ngang hàng, bị người tu vi cường đại như vậy khống chế, đã không cách nào động đậy. Độc cô tĩnh và quách hành sơn song song phất tay, kiếm cương bắn ra dừng lại, không dám hạ thủ với mục tiêu, bằng không đứng mũi chịu xào là ngọc thương. Một bóng người khống chế lấy ngọc thương cấp tốc lui ra. Nhàn bảo như thi pháp bước ra độc châm trên người, Phu xe cũng lắc mình trở về bên xe ngựa, trên tay nhiều ra một người, chính là Ngọc Thương sắc mặt khiếp sợ không nói ra lời. Phu xe một tay khống chế Ngọc Thương, một tay bắt lấy dây cương. Biến cố này, bất quá là sự tình trong nháy mắt. Thiên kiếm phủ phóng thích ra năng lượng không cách nào kéo dài, cũng không phải tu vi như Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn có thể điều khiển dài lâu không thả. Sư phụ rơi vào trên tay đối phương, hai người lại không thể công kích, chỉ có thể dẫn hướng năng lượng đánh về phía bầu trời. Vù 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 tiếng ông ông rung động trên bầu trời phù phương viên hai tấm thiên kiếm phù lại lãng phí như vậy toàn bộ phù phương viên gạch vụn bay ngang mái ngói như lá cây thổi đi cương phong khuếch tán làm trưởng môn của tam đại phái như ở trong sóng to gió lớn không ngừng nhấp nhô ánh mắt trưởng môn của tam đại phái cùng nhau nhìn chằm chằm vào phu xe kinh nhi bất định thực lực cường hãn như vậy ngọc thương ở trên tay hắn không có lực chống đỡ này đến tột cùng là người nào lẽ nào là cao thủ nguyên anh cảnh theo lý thuyết thì không thể thật là tu sĩ Nguyên Anh mà nói, không có khả năng lộ ra, cửu thánh là sẽ không bỏ mặc. Trường môn tam đại phái lại cấp tốc nhìn phản ứng của đại lượng tu sĩ do quỷ y triệu tập đến, ba người ý thức được không ổn. Quỷ y vừa ra tay là trận thế như vậy, đủ để chấn nhiếp toàn trường, những người được mời kia tất sẽ động dung, một khi quỷ y có tâm gây sự mà nói, những người kia không dám không nghe, sợ là sẽ làm tề kinh đại loạn. Trong mắt chu kiếm và vư bội bội cũng lộ ra kinh hãi, sớm biết phu xe này không phải người bình thường, không nghĩ rằng lại có thực lực cường hãn như vậy. chương 1940 sư tôn bệnh nhân của ta còn ở trong tay bọn hắn một trong mắt nhan bảo như cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định sư đệ của vô tâm lại có thực lực như vậy làm đồ đệ cũng như vậy vậy thực lực của quỷ y nên kinh khủng cỡ nào nàng chỉ tuân theo phân phó phối hợp hành sự không biết thực lực của phu xe này các lộ tu sĩ đến trợ trận và vây xem cũng khiếp sợ không thôi người hiểu nguyệt các đã rối loạn độc cô tính lắc người một cái bắt được vô tâm tiện tay gác kiếm ở trên cổ hắn lạnh lùng nói quỷ y lập tức thả người ngọc thương người muốn gặp ta người nhất định phải gặp ta thanh âm già nua lại nói ngọc thương bị hạn chế không cách nào động đậy cắn răng nói hắc ly người thật muốn nhúng tay các nước chi tranh sao thanh âm già nua nói trừ chụp mũ ép người người còn có thể nói cái khác hay không ngọc thương lén lén lút lút đánh lén có tài ba gì đường đường chính chính đơn đấu người cũng không dám, màn xe di động, một cánh tay đẩy ra, một lão giả xiêm y lôi thôi ở dưới muôn người chú ý xuất hiện. Không có búi tóc, tóc xám trắng khoác sau lưng, do một sợi tơ buộc chặt, không nhìn ra có gì đặc biệt. Này chính là quỷ y trong truyền thuyết, ánh mắt ngọc thương nhìn chằm chằm đánh giá, tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm. Quách Mạn cũng như vậy, vô tâm ngược lại lộ ra mấy phần hổ thẹn, bởi vì bản thân không nghe lời, chọc ra phiền phức, còn phải kinh động sư phụ xuất sơn, là đệ tử như hắn bất hiếu. Trưởng môn của Tam đại phái nhìn nhau, phàm là có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, trên mặt Quỷ Y mang mặt nạ, y nguyên chưa lấy mặt thật hiện thân. Nhan Bảo như cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị Quỷ Y này, nhìn chằm chằm lão giả nhảy xuống xe ngựa, đi tới bên người Ngọc Thương. Dừng lại ở trước mặt Ngọc Thương, Quỷ Y nói: "Thấy ta có cái gì tốt, bây giờ nhìn thấy, ngươi có thể thế nào?" Độc Cô Tĩnh khống chế con tin lại hét, lập tức thả người, đùng, Quỷ Y đột nhiên tát một bà tai, tàn nhẫn quất vào mặt Ngọc Thương đánh đến Ngọc Thương miệng mũi chảy máu. Một tát này đánh đến không biết bao nhiêu người mục trừng khẩu ngốc, đây chính là các chủ hiểu nguyệt các, quốc sư tần quốc A, lại bị nhục nhã ở trước mặt mọi người. Không biết bao nhiêu người đổ mồ hôi, đồn đại nói quỷ y là người có thù tất báo, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Người dám, độc cô tĩnh gào thét, mà quỷ y dường như không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Ngọc Thương. Ngọc Thương phẫn nộ dùng sức quay đầu lại, cả giận nói. Quỷ y, hôm nay, đùng lại một bạt tai quỷ y chỉ chán hắn cẩu vật không biết trời cao đất rộng lão phu là người muốn gặp là gặp được sao thời điểm lão phu thành danh người còn không biết lăn lộn ở nơi nào dám cố chấp với ta ai cho ngươi lá gan đùng ra tay không chút lưu tình ngọc thương bị đánh đến đầu choáng váng tai vang lên ong ong người hiểu nguyệt các vừa gấp vừa nộ nhưng lại không dám manh động tính mạng của các chủ ở trong tay đối phương a kiếm trong tay độc cô tính gác ở trên cổ vô tâm, đã cắt vỡ ra thấy máu, gầm lên. Lão thất phu, lại dám vọng động, ta làm thịt đồ để ngươi. Lúc này quỷ y mới quay đầu nhìn lại, tiểu tử, người nguyện ý lấy mạng sư phụ ngươi đổi mạng đồ đệ ta, ta không có ý kiến. Ngươi lại dám động hắn một sợi tóc, ta liền chặt một ngón tay của sư phụ ngươi. Nói xong quay đầu lại, phất tay, đùng, lại là một cái bạt tai, còn cho màu sắc, ngươi cho ai màu sắc, đùng, còn muốn thuyết pháp, người muốn thuyết pháp gì? Thuyết pháp này người thỏa mãn không? Lại liên tiếp mấy tát, quỷ y mới dừng tay. Một màn này không biết làm bao nhiêu người âm thầm líu lưỡi, đều nói quỷ y này không trêu chọc nổi, hôm nay gặp mặt, mới biết đồn đại không hư, quả nhiên là không trêu chọc nổi. Trưởng môn của tam đại phái hai mặt nhìn nhau, cũng không phải sợ quỷ y, mà là quỷ y dám công khai nhục nhã ngọc thương như vậy, làm bọn hắn không biết vị này sức lực từ đâu tới, hiểu nguyệt các dễ chọc như vậy sao. Bởi vậy làm trong lòng bọn hắn hơi kiêng kỵ nhìn thấy sư phụ bị người nhục nhã, hơn nữa bị đánh miệng mũi chảy máu, hai mắt đám người độc cô tĩnh muốn nứt, hận không thể trả thù ở trên người vô tâm, nhưng quỷ y có thể không để ý đồ đệ chết sống, bọn hắn lại không thể ở trước mặt mọi người không để ý sư phụ chết sống. Mà này hiển nhiên cũng là nguyên nhân quỷ y ra tay không phải cứu người, mà là trước tiên bắt người. Ngọc Thương dùng sức lắc đầu, rốt cuộc tỉnh lại, có lúc không tỉnh táo có lẽ là việc tốt, tỉnh táo nhìn ánh mắt của quái xung quanh, trong nháy mắt giận dữ và xấu hổ khó nhịn hận không thể tìm khe nước chui vào. Đời này chưa chịu qua nhục nhã như vậy, hắn biết, trải qua sự tình này, có thể sống hay không không đề cập tới, nhưng một đời anh danh là hủy hoại trong chốc lát, sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Trong lòng căm hận không nói, cũng có chút hối hận, hối hận phát điên, vì sao lúc trước bản thân lại phải tự làm khổ mình, người người đều biết quỷ y không dễ chọc, mình cần gì đi trêu chọc. Khiến cho bản thân không nuốt vào được, lại phun không ra, còn rơi vào kết cục hôm nay, chân chính là ngu ngốc a. À không cần phải để ý đến ta, giết, ngọc thương gầm lên, là hiệu lệnh người hiểu nguyệt các giết người. Đám người độc cô tĩnh nghe được, nhưng ở dưới mọi người nhìn chằm chằm không để ý sư phụ chết sống, bảo bọn hắn làm sao đi làm. Dừng tay, đám người độc cô tĩnh giống như gặp quỷ giống to, chỉ thấy hai ngón tay của quỷ y lấy ra một viên thuốc màu xanh, nhét vào trong miệng ngọc thương, cầm hợp lại, bấm tay điểm vào yết hầu, ngọc thương theo bản năng nuốt xuống. Hắn thân là người thưởng thức, rõ ràng có thể cảm nhận được đồ vật nuốt vào có chứa mùi tanh hôi nồng nặc hơn nữa vào miệng liền tan quỷ y quay đầu lại nhìn đám người độc cô tĩnh nói không cần sợ ăn không chết được thế nào náo cũng huyên náo gần đủ rồi ta cũng không phải người không nói đạo lý các người bắt đồ nhi của ta là vô lễ trước ta bắt sư phụ của các người trả thù sau bây giờ xem như hòa nhau lẫn nhau thả người được không độc cô tĩnh và quách hành sơn vừa giận vừa sợ hơn nữa khó có thể làm chủ ngọc thương giống to động thủ, không cần lo cho ta. Ôn ào, quỷ y lạnh lùng quát, đùng, phu xe dùng tay chém vào gáy ngọc thương, trong trắng ngọc thương trắng dã tại chỗ sụi lơ xuống, lại bị phu xe đỡ không thể ngã xuống. Cùng nhau thả người cũng được, quỷ y nói xong chỉ chỉ bốn phía, muốn so nhiều người cũng được, tùy các ngươi chọn, ta kiên chỉ có hạn, không làm ra lựa chọn, ta sẽ mang ngọc thương đi làm dược đỉnh, các ngươi nhìn mà lo liệu. Không nói lời nào, đi, nói xong xoay người, ý đổ lên xe, Chậm đã, độc cô tính hô to một tiếng, đổi người, đối mặt loại thế cục này, hai sư huynh đệ cuối cùng vẫn làm ra quyết định, không thể để Ngọc Thương chết, Ngọc Thương vừa chết, vị trí các chủ hiểu nguyệt các cũng chỉ có thể do người đức cao vọng trọng khác trong tổ chức chiếm cứ, còn chưa tới phiên bọn hắn. Các chủ mới sẽ không thể để đại quyền của hiểu nguyệt các tiếp tục do người của Ngọc Thương nắm giữ, bọn hắn đều sẽ bị đẩy ra vòng tròn quyền lực. Này không chỉ quan hệ đến an nguy của sư phụ, còn quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh của hai người không khó làm ra lựa chọn. Quỷ y sảng khoái xoay người lại, các người thả người trước đi, độc cô tính cả giận nói, cái gì gọi là chúng ta thả người trước, phải đồng thời thả, quỷ y, cái đám không muốn mặt này, không có tư cách cò kè mặc cả với lão phu, các người hoặc là giết đồ nhi của ta, hoặc trước tiên thả người, lão phu không tiếp nhận bất kỳ áp chế. Thả hay là không thả, mọi người xem như lĩnh giáo, từ vừa bắt đầu đến hiện tại, vị này căn bản không có dự định đàm phán, muốn giết cứ giết, ăn miếng trả miếng. Không có bất kỳ chỗ để đàm phán, độc cô tính trong cơn tức giận bỗng nhiên chắp tay. chương 1941, Sư Tôn, bệnh nhân của ta còn ở trong tay bọn hắn hai. Ba vị trưởng môn xem đủ chưa? Chuyện đến nước này, hy vọng nể tình minh hiếu, xin mời ba vị trưởng môn ra mặt chủ trì công đạo. Nếu như cố ý xem cuộc vui, như vậy ai cũng đừng nghĩ dễ chịu, tần quốc ta chẳng qua là liều cá chết lưới rách mà thôi. Ánh mắt ba vị trưởng môn giao nhau, nói tới mức độ này bọn hắn lại không hé răng là không được thân hình lóe lên ba người bay xuống đứng ở giữa hai nhóm người hắc huynh ba vị trưởng môn lục tục nhìn quỷ y chắp tay bắt chuyện quỷ y nói từ vừa bắt đầu ta đã có bàn giao nước giếng không phạm nước sông chỉ vì việc tư mà đến ba vị trưởng môn là muốn can dự sao vũ văn yên xua tay chính bởi vì là việc tư trước đó chúng ta mới không can thiệp nhưng tình huống bây giờ hắc huynh cũng nhìn thấy chúng ta thật bất đắc dĩ ta nghĩ Hắc Huynh cũng không muốn can thiệp chiến sự của các nước A. À? Không bằng song phương thu tay, thả ngọc thương tiên sinh đi. Quỷ y, ba vị trưởng môn đã ra mặt, vậy thì dễ nói, Lão Phu cũng không muốn cuốn vào các nước chi tranh, đương nhiên phải cho ba vị trưởng môn mặt mũi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lão Phu tuyệt đối không tiếp nhận bất kỳ áp chế, ta nói rồi, chỉ cần bọn hắn thả người, ta sẽ thả người. Lão Phu là lang trung, trần bệnh trị người, nói như thế nào, chính là như thế đó, tuyệt đối không hư ngôn. Lời này vừa nói ra, nói rõ là cho ba vị trưởng môn mặt mũi, ba vị trưởng môn cũng coi như không mất mặt trước đám đông. Vũ Văn Yên gật đầu, nghe tiếng Hắc Huynh ghét nhất người không giữ lời đã lâu, Hắc Huynh đã nói như vậy, ta tin tưởng này chính là bảo đảm. Nói xong quay đầu lại nhìn hai vị khác, bác Huyền vuốt dâu, nhìn lại bên hiểu nguyệt khác, thả người đi, ba nhà chúng ta bảo đảm, Tam Thiên Lý cũng nói, nếu như ai nuốt lời, ba nhà chúng ta nhất định để hắn đi không ra tề quốc. Đã có ý bảo đảm, cũng có ý uy hiếp, ở trước mặt mọi người, cũng biểu lộ ra khí thế của tam đại phái. Độc cô tĩnh trầm giọng nói, không biết hắn cho sư phụ ta dùng đồ vật gì, quay đầu lại nếu như sư phụ ta bởi vì dùng đồ vật ra ngoài ý muốn, mà bọn hắn lại chạy, chúng ta đi chỗ nào nói lý. Bác Huyền lại nhìn về phía quỷ y, hắc huynh. Này là vấn đề A, à, người cho Ngọc Thương Huynh ăn cái gì? Quỷ y hừ hừ nói, nghe nói hiểu nguyệt các thích cho người ăn khổ thần đan, ta lo lắng đồ nhi của ta bị người hành hạ, bởi vậy trước khi đến chuẩn bị trả thù cô ý phối ra độc dược danh tự còn chưa kịp nghĩ ta ngược lại muốn nhìn xem hiểu nguyệt các các ngươi có bản lãnh hóa giải hay không bác huyền trầm giọng nói đã như vậy còn làm sao thả người hắc huynh nên giải độc cho ngọc thương huynh trước mới phải quỷ y lắc đầu độc không có thuốc giải triệt để trừ tận gốc chỉ ít trước mắt ta không có biện pháp nhưng hiệu quả giống như khổ thần đan có thể khống chế lại mỗi nửa năm độc phát một lần nếu hiểu nguyệt các có thể hóa giải vậy tự mình hóa giải nếu không thể hóa giải, lão phu cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ định kỳ phái người đưa thuốc. Thấy Độc Cô Tính muốn phát tác, hắn lại giơ tay lên nói: "Đừng nóng vội, Hiểu Nguyệt các ngươi không phải cũng có khổ thần đan sao? Các ngươi có thể cho đồ nhi ta ăn, lẫn nhau hợp lý." Ngươi, Độc Cô Tính giận dữ: "Ai không biết y thuật của ngươi?" Quỷ Y đột nhiên tức giận đánh gãy. "Đã biết bản lĩnh của ta, còn dám cậy thế bắt nạt ta, là ai chủ động tìm việc, các ngươi còn có lý hay sao?" ta nói rồi, người, muốn thả thì thả, không thả các ngươi cứ giết, nên lựa chọn thế nào đều ở trong tay các ngươi, ta không có bất kỳ ý kiến, còn muốn thế nào. Mắt thấy có chút rằng co không xong, tam thiên lý nhấn tay, ra hiệu song phương bất giận, sau đó xoay người đi về phía độc cô tính, nói thầm gì đó, không biết nói cái gì. Nói chung cuối cùng gương mặt độc cô tĩnh âm trầm, phất tay ra hiệu một thoáng. Vô tâm và quách mạn bị giải qua, độc cô tĩnh lấy ra một hạt khổ thần đan, ở trước mặt mọi người nhét vào trong miệng vô tâm, thi pháp luyện hóa khổ thần đan, cuối cùng đẩy ra, trầm giọng nói. Thả người, cứ như vậy, vô tâm và quách mạn đều được thả. Mọi người nhìn chằm chằm bên dưới, hai người đi tới quỷ y bên người, vô tâm trường quốc một cung, quách mạn cũng theo hành lễ. Tam thiên lý lên tiếng nói, hắc huynh, hiểu nguyệt các đã thả người, người cũng nên thực hiện hứa hẹn chứ. Quỷ y đang muốn ra hiệu thả người, ai biết vô tâm đột nhiên chắp tay nói. Sư tôn, bệnh nhân của ta còn ở trong tay bọn hắn hắn chỉ là Tây Môn Tình Không, lúc này đề cập là bởi vì hắn nhớ thiệu Liễu Nhi nói Tây Môn Tình Không là bằng hữu của nàng. Cái khác chính là, Huyền Vi chết, để trong lòng hắn có chút hối hận. Lời này vừa nói ra, độc cô tính vừa giận vừa sợ. Ba vị trưởng môn, này là ý gì? Quỷ y cũng không biết tâm tư của đệ tử, cũng nhớ tới sự tình nhan bảo như đề cập, lên tiếng nói. Không có ý tứ khác, này là môn quy của ta, bệnh nhân tiến vào bản môn, hoặc là chữa khỏi cút đi, hoặc là chữa không khỏi chết ở trên tay bản môn, không có đạo lý bị người xông vào ra môn bắt đi. Người khác cũng đoán được vô tâm nói tới bệnh nhân là ai, trưởng môn của tam đại phái nhíu mày, đều biết hiểu nguyệt các không thể buông tha tây môn tình không. Vũ Văn Yên trầm giọng nói, Hắc Huynh, người như vậy khó tránh khỏi có chút lật lọc. Quỷ y không lùi một bước, nói vậy mọi người ở đây đều biết môn quy của ta. Chúng ta mặc kệ ngoại giới thị phi ân oán, chỉ cần là bệnh nhân vào cửa, kia chính là bệnh nhân, không quan hệ tới thị thị phi phi khác. Môn quy này là quyết không thay đổi, sao có thể dung người tùy ý đạp lên, không biết môn quy của ba vị trưởng môn, nhà nào có thể tùy ý để người đạp lên. Nữ hoàng về quốc huyền vi đang được cứu trị ngàn cân treo sợi tóc, bị hiểu nguyệt các không xin phép mà vào, mạnh mẽ quấy giày cứu trị đến nỗi chết thảm, nể tình ba vị trưởng môn, ta tạm cho là đồ nhi mình học nghệ không tinh, không đáng truy cứu. Chết rồi thì thôi, sống sót giao ra đây, đợi ta trị xong đá ra cửa, Muốn đánh muốn giết kia là sự tình của các ngươi, chúng ta tuyệt đối không can dự. Lời này vừa nói ra, bốn phía ồn ào, Nguyên Lai Huyền Vi là chết như vậy. Trưởng môn của Tam đại phái cũng nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như biết nguyên nhân chân thực cái chết của Huyền Vi, trước đã cảm thấy Huyền Vi chết có chút không hợp lý. Trước đã nói tốt, đột nhiên tăng thêm điều kiện, đối với Hiểu Nguyệt các mà nói, Quỷ Y rõ ràng là không nói đạo lý. Không sai, có lẽ là không nói đạo lý, nhưng Quỷ Y không nói đạo lý thì đã sao? người của hắn đã về nhưng ngọc thương còn ở trên tay hắn nói người phá hỏng môn quy của hắn người có thể làm gì Sự tình đến mức độ này các chủ ở trên tay đối phương đám người độc cô tính lại có thể thế nào muốn trách chỉ có thể trách trước đó không đề phòng không nghĩ tới đối phương có thể ở dưới thiên kiếm phù và huyền thiên phá cương tiến tầng tầng ngăn trở bắt người mà trưởng môn của tam đại phái là quyết không muốn giúp hiểu nguyệt các liều mạng không đến bất đắc dĩ ở trong kinh thành đánh oanh oanh liệt liệt chơi rất vui sao ba phái điều động đệ tử trấn áp cũng sẽ có tử thương. Cũng may Ngọc Thương còn ngất, không cách nào làm chủ. Trưởng môn của tam đại phái và hai sư huynh đệ độc cô tính thương nhị, cuối cùng vẫn quyết định thả người. Đối với hiểu nguyệt các mà nói, cái mạng của Tây môn tình không không đáng giá bằng Ngọc Thương. Sự tình này là độc cô tính quyết định, có trách nhiệm gì hắn gánh vác. Nhưng ai cũng biết, bảo vệ tính mạng của Ngọc Thương, Ngọc Thương làm sao trách được đệ tử. Ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, Tây môn tình không đẫm máu, bị thương không thành nhân dạng, ở vào trong hôn mê bị kéo ra. chương 1942, hai kiện trí bảo của vi sư. Mọi người nhìn qua, không biết bao nhiêu người thổn thức, đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ, lại rơi vào kết cục như vậy, hơn nữa là vì nữ nhân, nháo đến cuối cùng nữ nhân kia còn chết rồi, cái gì cũng không đạt được, không biết bao nhiêu người vì đó cảm thấy không đáng. Hai đệ tử hiểu nguyệt các kéo người đưa đến bên quỷ y. Người vừa tới tay, quỷ y cũng sảng khoái, thả người, hai người kia lập tức khiêng Ngọc Thương trở về. Quách mạn nâng Tây môn tình không lên xe ngựa, Vũ Văn Yên đột nhiên uy nghiêm mói. Toàn thành giới nghiêm, ai dám gây sự ở tề kinh, giết không tha. Sâu cạn của quỷ y đã thăm dò ra được một chút, tam đại phái hy vọng sự tình đến đây là kết thúc, chỉ ít không hy vọng song phương lại kiếm chuyện ở trong tề kinh, có việc thì ra ngoài đánh đi. Lời này vừa nói ra, độc cô tính nhìn Vũ Văn Yên, rất muốn hỏi là có ý gì. Tam thiên lý hảo ý nhắc nhở, độc cô, tâm tình của người ta có thể lý giải, nhưng hiện tại không phải thời điểm tính sổ, người ta nhiều người hơn các ngươi, ai thắng ai thua khó liệu, chúng ta không muốn các ngươi chịu thiệt, người đã mời chúng ta ra bảo đảm thì không nên để cho chúng ta nuốt lời. Mặt khác, nếu như ngươi không có nắm chắc bắt sống, tốt nhất suy tính độc trên người sư phụ ngươi. Độc, cái khác không nói, quỷ y cho sư phụ dùng độc, hắn cho vô tâm ăn độc, độc cô tính không cảm giác được công bằng ở chỗ nào. Xe ngựa rời đi, nhưng Lục Lạc đã bị lấy xuống đối mặt tam đại phái tề quốc chấn nhiếp các lộ tu sĩ tới tề kinh trợ uy cấp tốc rời đi không ít người mang theo một đống đệ tử bổn môn rút lui vội vã rời đi không phải sợ tam đại phái mà là sợ hiểu nguyệt các tính sổ nhân lúc hiểu nguyệt các còn không có lực bận tâm đúng lúc rời đi là lựa chọn tốt nhất mà tin tức quỷ y cứu đồ làm nhục hiểu nguyệt các cũng giống như mọc cánh nhanh chóng khuếch tán ra chu kiếm và vư bội bội tạm chưa rời đi hộ tống xe ngựa đi tới tiểu viện của vô tâm trong đình viện u tính quỷ y chắp tay sau lưng rời đi, tựa như kiểm tra hoàn cảnh nơi đây thế nào, vô tâm đi ở bên cạnh. Đi một vòng, trở lại hậu viện, quỷ y gật đầu. Trong náo lấy tính, địa phương còn không tệ, nhưng trung quy là đất thị phi, không yên ổn bằng dược cốc, người nói phải không. Phu xe được xưng là vô tướng vẫn không có lấy đấu bổng xuống, nghe hai người ngay cả, xoay người mời mọi người đồng hành làng tránh, chỉ còn hắn thủ ở bên cạnh. Vô tâm cúi đầu, đệ tử không biết nên hồi đáp thế nào. Quỷ y, gặp nữ nhân kia chưa? Vô tâm, gặp rồi, đã gả làm vợ người, còn sinh một con. Quỷ y, ta mặc kệ hiện tại nàng thế nào, cũng mặc kệ nàng và ngươi thế nào, ta chỉ hỏi một câu, nàng có nguyện cùng ngươi rời đi không? Vô tâm, đã lỡ mất, chính là lỡ mất, quỷ y, đã biết lỡ mất, vậy ngươi lưu luyến ở đây là vì cớ gì? Vô tâm đáp, tâm an, chó má, quỷ y tức giận đến trợn tròn mắt, chỉ chỉ hắn, muốn phất tay áo rời đi, nhưng đi hai bước, lại xoay người trở về, chỉ vào hắn. Ta nói rồi, người có thiên phú y thuật tuyệt hảo, chỉ cần ngươi về dược cốc phong tình thế sự, vi sư nguyện dốc túi dậy dỗ một thân sở học, ngày khác thành tựu không thể đo lường, khốn khổ vì tình, không đáng, nàng có cái gì tốt. Đồ nhi ngốc, không đáng a à, hắn thật hận không thể đẩy ra trăm ngàn đạo lý giảng giải. Vô tâm, đệ tử thường xuyên nhớ tới kỷ niệm với nàng, khó quên, trở về cũng không cách nào tính tâm tu tập. Quỷ y dẫm chân nện ngực, ngươi chưa từng thử cùng nữ nhân khác, sao biết bản thân không thể quên được. Ngươi thực muốn, ta chuẩn bị cho ngươi mang về dược cốc có được hay không? Vô tâm nhất thời hoảng sợ, vội vàng khuyên ngủ. Sư tôn, ngài đừng sằng bậy, quỷ y, thiên hạ nữ nhân nhiều lắm, ngươi muốn dạng nữ nhân gì không có, ưa thích ai không được, ngươi ưa thích nam nhân cũng được a. À. Đồ nhi ngốc, ta nói cho ngươi, nữ nhân ở trong quyền thế giấy ruộng, năm đó đối với ngươi lại tốt, thì từ lâu cũng đã biến vị, từ lâu biến thành kịch độc không có thuốc nào chữa được, chuyên độc giết loại si tình như ngươi, nhanh chóng rời xa mới là phúc, hiểu không? Vô tâm, sư tôn, năm đó ta xuất thân hàn môn, nhờ nàng không bỏ, chân thành đối đãi bảo đệ tử làm sao có thể tuyệt tình quên đi. Đệ tử chưa từng nghĩ qua chiếm giữ nàng, chỉ hy vọng nàng sống tốt, cũng có thể nói là vì quên nàng, chờ đệ tử chân chính thả xuống, hồng chân không còn gì lo lắng, có thể an tâm trở về. Đùng đùng, quỷ y nhấc tay vỗ chán, một bộ đau đầu, ta thật giống như nghe hiểu, lại không hiểu nổi ta chỉ muốn nói cho ngươi, lần này vì cứu ngươi, ta hơn nửa đời tích góp nhân tình, cơ hồ đều tiêu xài hết sạch, ngươi gặp lại phiền phức như vậy, sợ là vi sư cũng phải bó tay, hiểu không? Này tuyệt đối không phải nói ngoa, lần này đối kháng là hiểu nguyệt các, đối kháng là thế lực khổng lồ toàn bộ tần quốc, không phải những am miêu a à cầu trước kia có thể so sánh. Các nước tung hoàng ngang dọc, khí thế minh mông cuồn cuộn, những môn phái hắn mời đến kia căn bản không dám chống lại. Cho nên hắn chỉ là mời người đến trợ uy mà những người kia không thể không đến sợ quỷ y trừng phạt người không giữ lời nói khó nghe một chút chính là trước tiên tới xem tình huống một chút lại nói mà hắn từ đầu tới đuôi không dám bảo mọi người cùng nhau tiến lên đánh đánh giết giết thật làm như vậy chỉ sợ người dám động thủ không nhiều đến thời điểm đó hắn bày ra tư thế lập tức phá nát một khi bị người nhìn thấu hiểu nguyệt các lại sẽ là thái độ gì có thể tưởng tượng được hắn đưa người tới chỉ là vì tạo thế dạo một vòng ở trong tề kinh cũng là vì tạo thế vì hấp dẫn càng nhiều người đi xem trò vui, để người không rõ sâu cạn, chỉ ít để tam đại phái tề quốc không dám dễ dàng nhúng tay, thuận tiện cho hắn và hiểu nguyệt các giải quyết vấn đề mà thôi. Cân lượng của mình như thế nào, trong lòng hắn quá rõ ràng, tốt mã rẻ cùi mà thôi. Mà những tu sĩ kia tới trợ trận, nhân tình cũng coi như trả lại, sau này không còn nợ hắn. Sau này hắn sẽ không còn nhiều nhân tình để triệu tập như thế nữa. Mà lần này hắn không tiếc mạo như giả vờ giả vịt, là bởi vì yêu quý đệ tử này tài hoa, đối với hắn mà nói là kỳ tài học tập y thuật chân chính trăm năm khó gặp một lần không đành lòng a à. vô tâm chắp tay cúc cung này chính là trả lời của hắn quỷ y tức giận đến thổi dâu trừng mắt quay lưng vô tâm đứng dậy nhìn phu xe nói sư đệ trước nghe sư phụ xưng hô ngươi là vô tướng vô tướng cười nói ở dược cốc nghe nói sư huynh cải danh tên vô tâm ta liền tự xưng vô tướng vô tâm chỉ chỉ ngực mình ta vốn không có tim người khả năng không biết trái tim này của ta là sư phụ lấy một trái tim heo đổi vào. Vô tướng nhấc tay, xốc lên đấu bồng, lộ ra khuôn mặt. Vô tâm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, kia là một quái diện ngũ quan vặn vẹo, có xẹp có sưng, hai con mắt lệch vị trí, một trên một dưới hơn nữa một lớn một nhỏ, này là mặt người sao. Quả thực chính là quái vật, hơn nữa trên người đối phương có mùi lạ, vô tâm nuốt nước miếng. Sư đệ, ngươi, ngươi này là, vô tướng dường như nở nụ cười, chậm rãi thả đấu bồng xuống quỷ y quay lưng buông tiếng thở dài hắn nói thiên phú học y không bằng ngươi cường nạp tu vi của dược đỉnh khác học cấp tốc bây giờ thân thể căn bản chống đỡ không được tu vi cường đại như vậy nếu không dựa vào thuốc duy trì lúc nào cũng có thể sẽ giải thể ta cũng đang tìm biện pháp giải quyết vô tâm im lặng một hồi lâu than thở sư đệ người này là tội gì a à? vô tướng không muốn để người khác xem thường quỷ y xoay người nắm lấy tay vô tâm để ta nhìn xem tim của ngươi thế nào rồi nhắm mắt điều tra sau đó mở mắt, thả tay hắn, trước tiên tìm gian phòng an tĩnh, ta trước tiên giải độc khổ thần đan cho ngươi. Chương 1943, đứng vị trí thứ 5 của đan bảng, Tiêu Thiên Trấn. Một, gian phòng không phải vấn đề, trừ hai thầy trò có thể đi vào, người khác đều bị vô tướng ngăn cản, đừng nói Chu Kiếm và Vư Bội Bội, ngay cả quách Mạn và Nhan Bảo Như cũng không được tới gần, vô tướng ngồi ở trên nóc nhà thủ vệ. Tốt rồi, quỷ y từ trên cổ vô tâm kéo xuống một vật, vô tâm ngồi dậy, sờ sờ vết thương trên cổ có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vật trong tay quỷ y một con cóc toàn thân đỏ như máu đôi mắt màu vàng sư tôn này là vật gì vì sao có thể giải độc trước đây thật giống như chưa bao giờ thấy ngài dùng qua cũng chưa thấy ngài giải độc như vậy vật này tên là thị độc huyết thiềm có thể hấp huyết lọc độc quỷ y quơ quơ huyết thiềm trong tay chưa từng thấy a à, muốn không này là một trong hai kiện trí bảo của vi sư vi sư còn có một bộ y điển có thể trị liệu cả quỷ thần vô cùng diệu dụng, có muốn hay không? Vô tâm chố mắt, chợt như cười như không hỏi. Vậy tình huống của sư đệ bên kia có biện pháp trị liệu sao? Quỷ y nhất thời có phần thẹn quá hóa giận. Chuyện đó thì không giống, một tấm vải rách muốn chùm một đám lửa cháy mạnh làm sao được. Việc cứu chữa không phải không có biện pháp, chỉ cần hủy đi một thân tu vi là ta có thể khôi phục được thân thể của hắn rồi, nhưng hắn không chịu. Ta cũng đã tính rồi, nếu thật sự đi tới tình trạng bất đắc dĩ, ta sẽ giúp hắn hủy đi tu vi toàn thân vô tâm trầm mặc gã hiểu tu vi đối với một tu sĩ có ý nghĩa như thế nào một người vốn dĩ không thích hợp tu luyện đột nhiên nhận được năng lực cực lớn sợ là sẽ không muốn hủy nó đi quỷ y thế nào người cho rằng chuyện hai món trí bảo là lừa ngươi à vô tâm đương nhiên là không tin sư tôn trên đời không phải thật sự có y điển thần kỳ như ngài nói vậy chứ quỷ y biết là gã không tin thành thật nói hoàng hậu của võ triều ly ca người đã nghe nói tới chưa hai món đồ này chính là đồ của Lyca, trước khi Lyca mất thích đã giao hai thứ này cho thị nữ tâm phúc của mình, mà người thị nữ này sau đó chính là người sau khi ma giáo được sáng lập đã trở thành thánh nữ đầu tiên. Ta có duyên quen biết với thánh nữ, sau đó thì hợp ý, nàng nhìn thấy ta am hiểu tu tập y thuật nên liền truyền hai thứ này cho ta, hiểu chưa? Vô tâm nghi ngờ hỏi, thánh nữ ma giáo truyền cho người, sư tôn, ngài là người của ma giáo sao? Quỷ y chép miệng một cái, có phần thất vọng mất mát nói chuyện này nên nói thế nào đây xem như đúng mà cũng không phải đúng ta không gia nhập vào ma giáo thánh nữ cũng không để cho ta gia nhập nếu truyền thừa của thánh nữ ma giáo còn đó nếu có phân phó ta cũng sẽ không từ chối nhưng sau đó thánh nữ của ma giáo liên tiếp gặp nạn ma giáo bởi vì ô thường mà trở nên bẩn thỉu xấu xa ta cũng không cần tiếp tục ở đó nữa nghe nói có một thánh tử ma giáo xuất hiện làm loạn hết cả nên cũng không biết là có chuyện gì xảy ra vô tâm vẫn nghi ngờ như trước lần đầu tiên nghe được sư phụ kể chuyện như vậy hiểu lai lịch của vật này lại nói y điển này thật sự lợi hại như vậy sao quỷ y trợn mắt nói vi sư lại đi nói bậy với ngươi sao chỉ là thứ ghi chép trong y điển bác đại tinh thâm vi sư còn chưa có cách lĩnh hội toàn diện mà thôi vô tâm nghi hoặc bằng vào tài năng và kinh nghiệm y thuật của sư phụ mà còn chưa thể lĩnh hội được y điển này khó nhằn như vậy sao ở phương diện y thuật gã vô cùng có hứng thú quỷ y than thở không phải khó mà là một vài tình trạng ghi lại trên đó ở thế gian này căn bản không gặp được, còn có một vài dược vật và đồ luyện chế dược vật, thế gian này căn bản chưa từng nghe nói, chắc là căn bản không hề tồn tại. Ly ca kia ta nghi là căn bản không phải người của thế giới này, rất có thể là phá toái hư không tới từ thế giới khác, phụ phụ thương tụng vốn có năng lực phá toái hư không. Thế giới khác, vô tâm kinh ngạc, nghi ngờ, lại ngỡ ngàng, đối mặt với tinh không minh mông chưa rõ cảm thấy thật sự xa xôi. Đối với chuyện này, quỷ y chỉ là đề cập tới thứ ông ta quan tâm không phải chuyện này mà là cái khác lần nữa hỏi mang tính mê hoặc có muốn xem y điền một chút không có muốn có được hai món trí bảo này không phô tâm cười khổ gật đầu nói dĩ nhiên là muốn quỷ y lập tức nói vậy hãy cùng ta trở về chỉ cần ngươi nguyện trở về sau khi trở về ta sẽ lập tức truyền hai món bảo vật này cho ngươi thế nào phô tâm lần nữa trầm mặc không nói lời nào cũng là một loại thái độ quỷ y có chút nóng này Ta nói lần cuối ở đây, lần này nếu ngươi không trở về với ta, có chuyện gì xảy ra nữa ta cũng sẽ không nhúng tay vào giúp ngươi đâu. Vô tâm đột nhiên nở nụ cười. Trước đây lúc ta rời đi sư phụ cũng nói sẽ không để ý tới nữa, nhưng lần này sư phụ vẫn tới. Đệ tử không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với sự yêu ái của sư phụ thực sự là không biết báo đáp thế nào. Quỷ y lắc đầu, đồ nghi ngốc à, lần này ta nói không giống với lần trước, lần này đáp tội quá ác với ngọc thương của hiểu nguyệt khác rồi thế lực của hiểu nguyệt các khổng lồ thế nào, căn bản chúng ta không động vào nổi. Ngươi bị cuốn vào sự phân tranh của các đại thế lực là đang tự tìm chết, lần này ngươi thể hiện tài năng đã dẫn tới sự chú ý của mọi người, ở lại đây chỉ trở thành mục tiêu sống mà thôi, những người đó đều là những người ăn tươi nuốt sống, phàm là có giá trị lợi dụng, có chuyện gì mà họ không làm được. Lần này ta không tiếc cái giá phải trả mà tới, làm vậy là để làm tròn tình thầy trò của ta và ngươi, vì sự yêu quý ngươi, muốn cố gắng dùng hết năng lực cứu ngươi một lần, nếu còn xảy ra chuyện gì ta thực sự bất lực nếu lần này ngươi không đi theo ta ta sẽ thực sự không xen vào chuyện của ngươi nữa ngươi nghe rõ chưa ông ta vẫn biết mình biết rõ lần này thể hiện năng lực đã gây ra phiền toái lớn nhưng ông ta cũng không có cách nào ngoại trừ đi cứu đồ đệ của mình người ta dám bắt đồ đệ của ngươi ngươi cho rằng ngươi tìm tới cửa cầu xin hoặc đi xin những người khác thì người ta có thể thả người sao đó là hạng người gì chứ tư thế của ngươi càng thấp thái độ của người ta sẽ càng làm người khó chịu, chẳng những không cứu được đồ đệ còn có thể làm liên lụy tới mình. Có năng lực hóa giải khổ thần đan cũng đã phạm vào kiên kỳ của Hiểu Nguyệt Các, ông ta nghi ngờ lần này Ngọc Thương bắt đồ đệ của ông ta, khổ thần đan chắc là một trong những nguyên nhân quan trọng. Người khác không nghĩ tới, ông ta là một người hành nghề y đối mặt với chuyện này đã có phản ứng kịp thời. Còn lần này nếu không cường ngạnh, sau này hành tẩu trong thiên hạ cũng sẽ bị phá công, sẽ có phiền phức vô cùng vô tận. Người ta nói quỷ y ông ta có cửu oán tất sẽ báo, nhưng nếu bình thường thì không ai tự đến gây phiền phức, rất nhiều chuyện đều là bị ép buộc. Mà ông ta cũng hy vọng mượn lần này làm đồ đệ hiểu ra chuyện lợi hại thế nào, chặt đứt suy nghĩ trong đầu của đồ đệ, nhưng dường như còn chưa đạt được hiệu quả trong kỳ vọng của ông ta. Vô tâm gật đầu, đệ tử hiểu rồi, ngươi, quỷ y không biết nói gì, biết nói cái gì nữa cũng vô ích, ở lại cũng không còn tác dụng gì, đứng dậy phất tay áo rời đi. Tối hôm đó, trong cung có người tới mời, nói tề hoàng và trưởng môn của tam đại phái thiết yến trong cung, mời quỷ y tới dự tiệc. Quỷ y không muốn bị cuốn vào trong mưu đồ gây rối này, lấy chuyện chữa bệnh giải độc cho đồ đệ đang vào thời khắc mấu chốt làm lý do từ chối. Hai ngày sau, quách man chạy về từ bên ngoài, chạy tới trước mặt mấy người, vốn là muốn nói gì đó nhưng thấy vô tướng cũng ở đây thì muốn nói lại thôi. chương 1944, đứng vị trí thứ 5 của đan bảng, tiêu thiên chấn. Hai, vô tâm nhìn ra có việc, hỏi. Làm sao vậy?" Quách Man do dự nói, danh sách trên đan bảng của Phiêu Miểu các thay đổi rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đoán được chuyện gì đó, đều nhìn về phía Vô Tướng. Vô Tâm thử hỏi, "Sư đệ ta lên bảng rồi sao?" Quách Man, cái tên đứng vị trí thứ 5 trên đan bảng là Tiêu Thiên Trấn. Vị trí của Ngọc Thương hạ xuống thứ 6, các vị trí phía sau lần lượt bị đẩy xuống. Tiêu Thiên Trấn, Chu Kiếm ở một bên thì thầm một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó đừng nói là y nhàn bảo như và vư bội bội cũng cảm thấy cái tên này có chút quen tai dường như đã nghe nói tới ở đâu đó rồi thế nhưng vô tướng vẫn đội mũ lụa che mặt không thấy rõ khuôn mặt cũng làm người ta không nhận ra có phải đã gặp qua ở đâu hay không đợi ánh mắt mọi người rơi vào trên người quỷ y nhớ lại chuyện lần trước quỷ y công nhiên lộ diện ở từng người đều từng bước bừng tỉnh đã biết tiêu thiên chấn này là ai chính là bởi vì đã biết tiêu thiên chấn là ai mấy người đều thất kinh mới có bao lâu đã có thực lực mạnh như vậy quỷ y làm thế nào làm được. Quỷ y và vô tâm đều rất trầm ổn, đối với chuyện này dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bởi vì hai người biết, bên trong dược cốc vốn có người của cửu thánh, phiêu miểu các có thể biết thân phận thật của vô tướng cũng không hề kỳ lạ chút nào. Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi quỷ y gặp phiền phức thì hy vọng vô tâm có thể trở về dược cốc với ông ta, trở về dược cốc mới an toàn. Quỷ y đứng dậy đi vào nhà trong, sau đó thấy vô tâm đi vào thì bình tĩnh nói. Đã ở đây hai ngày, Nhìn trước mắt thì hiểu Nguyệt các tạm thời còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi, ít nhiều ta cũng thấy yên tâm chút. Cũng có thể là bởi vì chiến sự chưa định, trước khi biết rõ năng lực của ta thế nào, chưa nắm chắc tuyệt đối thì không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, Vô Tâm thử hỏi, "Sư tôn phải về sao? Không về thì ở đây làm gì? Ở lại nơi đủ loại đả kích ngoài sáng trong tối này để người ta tới giết ta sao?" Thái độ của Quỷ Y dường như thay đổi bất thường, giọng nói trở nên có chút thở ơ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có theo ta trở về hay không? Vô tâm chắp tay, đợi chuyện của đệ tử yên tâm thì mới có thể an tâm tu tập, sẽ trở về phụng dưỡng sư tôn. Quỷ y, chuyện lần này náo loạn quá lớn, cũng không biết là giúp ngươi hay là hại ngươi nữa, nhưng ít ra trước mắt đã cứu được ngươi, ta không làm sai chứ. Vô tâm vội đáp, sư tôn không sai, sai đều là đệ tử. Quỷ y, được, lần này đã làm tròn tình thầy trò giữa ta và ngươi rồi, ta đã không thẹn với ngươi nữa, ta cũng không thể vì ngươi mà làm liên lụy tính mạng của những người còn lại trong dược cốc được. Đồ nhi, ta nói rồi, ta không miến cưỡng ngươi là sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta nói rồi, ta sẽ không bị người ta áp chế, cũng sẽ không bị người ta áp chế, ta không có tinh lực chơi trò quanh co lòng vòng này, nếu còn xảy ra chuyện, ta sẽ không quan tâm tới ngươi nữa. Chỉ mong chuyện lần này có hiệu quả kinh sợ nhất định, có thể khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi. Chỉ mong Ngọc Thương có thể lo lắng tới độc trong thân thể, sẽ không dám làm bậy với ngươi. Chỉ mong ngươi có thể còn sống trở lại dược gốc, nếu như ngươi chết, có cơ hội ta sẽ báo thù cho ngươi. Tạ ơn sư tôn, hậu ý của sư tôn, đệ tử có chết vạn lần cũng khó báo. Vô tâm chắp tay bái một vái, một chữ tình đã hại quá nhiều người, trong phòng còn có một người đang nằm cũng là bị tình làm hại, Bởi ta đã cao, không ngờ còn gặp phải nhiều chuyện liên quan tới tình như vậy, từ nay về sau, dược cốc ta nhận người sẽ có thêm nhiều quy củ hơn, không thu nhận người còn chưa dứt tơ tình từ nay về sau, người tự giải quyết cho tốt, tự cầu nhiều phúc đi. Quỷ y ném lại một câu rồi phất tay áo rời đi. Ra khỏi cửa liền thật sự rời đi, quỷ y lặng yên rời kinh, đối mặt với nhiều lần tề hoàng và trưởng môn của tam đại phái đưa lời mời, cho tới khi rời đi cũng không hề đồng ý. Phủ thứ sử ở Kim Châu xem như là một ngày đại hỷ, đại thọ của Hoàng Thái Hậu tiền triệu quốc thương Ấu Lan. Bên trong chính đường, hai tay của Hải như nguyệt níu vạt áo trước ngực, bộ ngực thở gấp phập phồng, hai mắt tràn đầy sự khó hiểu, run giọng nói. Trấn Nhi, Lão Lê, người xác định là Trấn Nhi sao? Có phải là người có tên giống thôi không? Lê Vô Hoa than thở, người bên cạnh quỷ y lại tên là Tiêu Thiên Trấn, chứ đứa con trai của người ra thì sẽ không còn ai khác. Thần sắc hải như nguyệt dày vò, chuyện này, chuyện này sao có thể được? Bây giờ mới qua được mấy năm chứ, làm sao Trấn Nhi có thể đánh bại các chủ hiểu nguyệt các ngọc thương, làm sao có thể trở thành cao thủ đứng thứ năm trên đan bảng được. Trấn Nhi trời sinh yếu ớt, thậm chí còn không thể tu hành. Lê Vô Hoa, người đừng quên, sư phụ hiện giờ của hắn là người có y thuật đệ nhất hiện tại của giới tu hành, quỷ y dùng kỳ thuật gì đó để thay đổi thân thể hắn cũng không có gì lạ. Trấn Nhi trở thành đệ tử của quỷ y, thành đệ tử của quỷ y, hải như nguyệt lầm bầm, vô lực lùi lại, cuối cùng chạm vào ghế ngã ngồi xuống, trong mắt chảy ra nước mắt. Vốn tưởng rằng con trai bị quỷ y mang đi sẽ chết trong tay quỷ y, ai ngờ lại còn sống, chẳng những sống mà còn trở thành đệ tử của quỷ y, còn một trận kinh thiên, trở thành cao thủ đứng thứ năm trên đan bảng của giới tu hành. Mấy năm nay, trong lòng bà ta vẫn luôn bị dày vò, cảm thấy có lỗi với đứa con đó. Bây giờ được biết con trai mạnh khỏe, nước mắt bà ta chảy ra là vì vui mừng, vì cảm thấy kiêu ngạo thay con trai, còn có mấy phần đau lòng nữa. Lê Vô Hoa thì mang vẻ mặt lo lắng, ông ta lo Tiêu Thiên Trấn sẽ báo thù. Trong nội trạch, thường ấu lan tự nhốt mình trong phòng, trong hạ lễ lòi ra một bức tranh chữ, sau khi mở ra thấy được ám ký trong tranh thì lập tức đi tới trước chậu nước rửa mặt lại không biết trong ngăn kéo ở góc phòng có một đôi mắt đang xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta đi tới trước chậu nước thường ấu lan thả bức tranh cuộn trên cái giá lên bàn mở mặt trắng phía sau bức họa cuộn tròn hở ra tiện đà lấy khăn mặt thấm ướt nước sau đó dùng khăn ướt lau lên mặt trắng của bức họa hơi bôi một tầng nước ẩm lên là được chỗ bị nước thấm ướt lập tức có chữ viết màu xanh nhạt hiện ra sau khi toàn bộ chữ viết trên bức họa hiện ra, hai tay cầm lấy khăn lông, thương ấu lan tới gần nhìn kỹ, đã lớn tuổi, con mắt cũng không được tốt lắm. Sau khi nhìn xong nội dung chữ viết trên mặt trắng của bức họa, thương ấu lan nghẹn ngào rơi lệ, khăn trong tay bịt miệng mũi, không dám để mình khóc thành tiếng. Thư là do con trai Hải vô cực đưa tới, ngày sinh nhật của mẫu thân, con trai nhớ nhung mẫu thân, nhớ nhưng lại không dám tới gặp, cũng không dám đưa thư tới như bình thường, lại không dám liên hệ nhiều lần trong thời gian ngắn, chỉ có thể vào ngày sinh nhật hàng năm để một phong thư lẫn trong đống hạ lễ đưa tới, vấn an mẫu thân, cũng là báo bình an với mẫu thân. Bên này cũng không có cách nào hồi âm hỏi vấn đề mình muốn hỏi, bởi vì Hải vô cực không dám nhắc tới bất kỳ phương thức liên lạc nào cho mẫu thân, chỉ có hắn gửi thư tới, liên hệ một chiều. Vương hầu bá nghiệp tuy nở mày nở mặt nhưng sau khi sự náo nhiệt qua đi, những nỗi niềm khó nói kinh khủng không thể tả cũng là thứ mà người thường không có cách nào hiểu được. Nhìn phong thư vấn an, phải làm như này, trong lòng thương ấu lan bi thương khó tả. Đời này bà đã trải qua nhiều chuyện, vốn là công chúa của Yến quốc, xong lại hòa thân tới Triều quốc, chìm nổi trải qua bao gian khổ với Triều hoàng, đã trải qua rất nhiều gian nguy, sau đó trở thành hoàng hậu, rồi lại thành hoàng thái hậu, vô số vinh nhục làm bạn chọn đời. Chương 1945, muốn xem thử trong sa mạc vô biên rốt cuộc có cái gì. Cũng đã già rồi, không còn chỗ nào thiếu thốn nữa, vốn cho rằng cứ vậy mà trải qua quãng đời cuối cùng, ai ngờ con cháu lại chết rồi mất tích chạy trốn thật sự cửa nát nhà tan bây giờ bà ta chỉ mong nhóm con cháu còn sống đều có thể sống khỏe mạnh không có yêu cầu gì khác cho đến khi chữ viết dần dần nhạt đi là có tác dụng trong thời gian hạn định vì bảo mật chỉ có thể nhìn được trong một thời gian ngắn ngủi sau đó có đụng nước nữa cũng không có khả năng hiện ra cẩn thận như vậy cũng là vì hải vô cực sợ mẫu thân không có năng lực tự giải quyết tốt sợ bị phát hiện sau khi chữ viết biến mất hoàn toàn thương ấu lan lau nước mắt lại lấy khăn lông khô cẩn thận lau nước trên mặt trắng của bức họa. Cất khăn đi rồi lại cẩn thận cuộn tròn chắc chắn bức họa, lần nữa thả trong đống hạ lễ. Vỗ ngực một cái rồi nhìn chung quanh, lại đi tới trước bàn trang điểm, sợ khóc khiến cho người ta nhìn ra cái gì. Con mắt không tốt lắm, khom người, khuôn mặt gần sát cái gương, điểm thêm chút phấn trang điểm, bình thường đều có người phục vụ. Sau khi chỉnh trang thỏa đáng lại cố gắng khôi phục lại tâm tình, lúc đó mới mở cửa đi ra. Hôm nay là ngày đại thọ của bà, lâu không lộ diện cũng không tốt, ban đêm xem thư lại sợ đèn sáng làm người ta nghi ngờ. Sau khi bà ta vừa đi, người trốn trong ngăn kéo ở góc nhà cũng xoay người mở ngăn kéo ra, đẩy cửa ngầm trên tường rời đi. Trong một tiệm cầm đồ trong thành, một tên tiểu nhị đi tới mật thất gặp mặt trưởng quý, bẩm báo. Đã xác nhận, năm nay thương ấu lan lại nhận được mật thư. cúi đầu viết viết trên bàn, trưởng quý hỏi, đã theo dõi người đưa bức hỏa vào chưa? Tiểu nhị trả lời, đã theo dõi rồi, năm nay do người khác đưa tranh vào, là trình quận thủ của trường Điền Quận, căn cứ vào tra xét ngầm, trình quận thủ cũng không biết bức họa mình đưa có vấn đề. Trưởng quỹ, thật đúng là rết trăm chân khó lòng chết được, xem ra bên đó cũng không thiếu dư nghiệt của triệu quốc. Hắn không thể nào vô duyên vô cớ có được bức họa kia, người phương nào đã hiến tặng, hoặc là người phương nào nhờ vả, nếu cả hai trường hợp đó đều không phải, vậy phải xem là người phương nào đã từng tiếp xúc với bức họa kia. Tiểu nhị nói, ngay khi nắm được danh sách hạ lễ có bức hỏa đã lập tức theo dõi, phát hiện giáo tập trong phủ quận thủ đáng nghi, sau khi dò xét thì là do hắn tặng bức hỏa. Hiện tại có cần bắt người lại để thẩm vấn không? Trường quỹ chợt ngừng bút, ngừng đầu lên nói. Đừng nên vọng động, sở dĩ không bắt thương ấu lan lại là bởi vì biết bắt bà ta cũng không có tác dụng. Bên hải vô cực tất đã phòng bị tìm biện pháp xử lý tận gốc, một khi mạo muội bắt người thì sẽ lập tức đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm nữa cũng khó. Tiểu nhị nói, nhưng giáo tập giống như người không có chuyện gì vậy, chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu truyền lại tin tức nào. Trưởng quỹ, tập trung theo dõi hắn, nếu hắn giao tiếp bằng mắt với ai không bình thường, cho dù là đúng phải vị đạo trưởng nào đó cũng phải ghi lại vào danh sách cho ta, sau đó sẽ tỉ mỉ tìm hiểu. Tất cả những người tiếp xúc với kẻ khả nghi, cho dù phạm vi có rộng bao nhiêu đều phải âm thầm theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không được tùy tiện đánh rắn động cỏ. Một năm không được thì theo dõi hai năm, hai năm không được thì theo dõi mười năm, Nói chung cuối cùng phải bắt được mục tiêu. Chỉ cần Hải Vô Cực còn gián điệp ở bên ngoài, còn muốn thu được tin tức ở bên ngoài cũng tiện hơn, đó chính là cái đuôi khó mà giấu được. Hiện tại phía trên đã tiến hành điều tra tỉ mỉ mạng lưới gián điệp vốn có của Triệu Quốc, kể cả ngoài sáng trong tối, cộng thêm chúng ta hợp lực lại hình thành thế truy tra toàn phần, nhất định có thể nắm được manh mối. Trước mắt chúng ta có được manh mối trọng đại, cho dù là ai đưa bức họa của năm nay hay là do người nào vẽ bức họa đó, Tất cả cần theo dõi bền bỉ trong thời gian dài cho ta, bất kỳ điều gì lộ ra liền theo dõi chặt cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra con đường liên lạc đó, chỉ cần không ngừng theo dõi chặt chẽ sẽ nhất định có thể phát hiện ra mạng lưới liên lạc của hắn, theo dõi một đường đó nhất định có thể bắt được mục tiêu. Ý của bên trên ngươi nên biết, vật lực, tài lực, nhân lực muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, thỏa mãn toàn bộ. Tiêu Thiên Trấn, đứa con trai bị bệnh trước kia của Hải Như Nguyệt, trong mật thất Nam Châu, nghe thấy báo cáo, Như Hữu đạo rất kinh ngạc. Quản Phương Nghi gật đầu, không thể sai được, Tiêu Thiên Trấn bên người Quỷ Y, ngoại trừ con trai của Hải Như Nguyệt thì còn có thể là ai được. Ngưu Hữu Đạo bồi hồi, thân thể của Tiêu Thiên Trấn ta đã từng tự mình kiểm tra, căn bản không thích hợp để tu luyện, cho dù có thể tu luyện thì mới tu luyện được mấy năm đâu, vừa ra tay đã có thể đánh cho Ngọc Thương không thể làm gì được, chuyện này không khỏi có chút khó tin. Quản Phương Nghi, y thuật của Quỷ Y vốn có thể làm những việc mà người khác không thể, làm gì đó cho Tiêu Thiên Trấn cũng không có gì lạ huống chi phiêu miểu các công bố tên trên đan bảng không thể sai được nếu chưa làm rõ thì không thể công bố một khi đã công bố thì sẽ không thể sai được nghiêu hữu đạo chậm rãi dừng bước phiêu miểu các thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào xem ra bên người quỷ y cũng có người của phiêu miểu các quản phương nghi làm sao mà biết được là vì phiêu miểu các biết tên của tiêu thiên trấn ư nghiêu hữu đạo hơi lắc đầu trong vài năm ngắn ngủi tiêu thiên trấn đã có tu vi như thế có ai có thể tin được chứ làm sao phiêu miểu các có thể không hoài nghi mà nhanh vậy đã công bố thứ hạng trên đan bảng được điều này nói rõ phiêu miểu các đã sớm biết chuyện đó còn quỷ y nhanh như vậy đã dùng thủ đoạn tăng tu vi của một người xác thực là khủng bố làm sao có thể không làm cho phiêu miểu các kinh ngạc cảnh giác phiêu miểu các lại không có phản ứng gì quỷ y còn dám công nhiên mang ra ngoài chỉ có thể nói rõ ràng đối với phiêu miểu các chuyện này không đáng lo hoặc mọi thứ đều đã nằm trong tay phiêu miểu các rồi quản phương nghi hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu Nghiêu hữu đạo xoay người nói, hiện tại có mấy chuyện phải nhanh chóng đi chứng thực, thứ nhất, liên hệ với bên thánh cảnh, hỏi tình huống chuyện này của quỷ y. Thứ hai, chuyện của quỷ y ta có thể nghĩ tới, thiệu bình ba tất cũng sẽ nghĩ tới, không biết hắn có ý kiến gì với vô tâm hay không, liên hệ với giả vô quần, bảo gã theo dõi chặt chẽ cho ta. Nếu thiệu bình ba muốn chơi, bảo giả vô quần chơi với hắn, ta không rảnh quan tâm tới. Thứ ba, liên lạc với hầu tử, ta muốn dẫn hắn đi một chuyến, Hẹn xong thời gian gặp mặt thì bảo chú ý giữ bí mật. Những thứ khác quản Phương Nghi còn có thể hiểu được, còn việc của hầu tử, quản Phương Nghi hoài nghi hỏi: Có chuyện gì cần gặp mặt hầu tử? như Hữu Đạo phát hiện ra nữ nhân này có nhiều khuyết điểm hơn so với Vân Cơ, Vân Cơ sẽ không hỏi hay nói nhảm quá nhiều. Từ thư mà Triệu Hùng Ca truyền tới, tình huống của hầu tử bên ma giáo cũng đã ổn định, ta muốn đi cùng hắn tới sa mạc vô biên. Quản Phương Nghi hiếu kỳ hỏi: Đi làm gì vậy? Nghiêu hữu đạo, muốn xem thử trong sa mạc vô biên rốt cuộc có cái gì. Còn như chuyện Ngọc Thương chịu nhục, hắn căn bản không quan tâm nhiều, đối với người ngoài, chuyện như thế này không có cách nào làm mình để tâm tới được, tối đa là cười trừ mà thôi. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình, người nào cũng sẽ không thể cả ngày lo lắng tới chuyện như này, ngược lại, bản thân đương sự có thể sẽ bị luẩn quẩn, dẫn tới tạo nút thắt trong lòng. Băng tuyết cát, đứng dựa vào lan can của lầu cát, dáng vẻ tựa Ngọc Thụ Lâm Phong, xuyên dĩnh ngắm nhìn tuyết sơn phía xa xa, trên mặt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ dầu dĩ. chương 1946, giới thứ năm một Tuyết lạc nhi ôm hài nhi còn ở trong tã đi tới bên cạnh y, nhưng y lại không phát hiện ra. Nhìn sườn mặt tuấn giật của y, ngắm nhìn một lúc, thần thái dung mạo nhã nhận lịch sự, tuyết lạc nhi ôn nhu hỏi. Nghĩ gì thế, nghe tiếng phục hồi lại tinh thần, xuyên dĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng mỉm cười, vừa nhìn về phía hài tử trong lòng nàng. Ngủ rồi sao, ừm, khuôn mặt tuyết lạc nhi từ ái đưa mắt nhìn hài nhi mập mạp trong lòng, sau đó ngẩng đầu hỏi. Gần đây chàng làm sao vậy, luôn cảm giác chàng có tâm sự gì đó. Xuyên dĩnh lắc đầu, không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi. Tuyết lạc nhi ân cần nói, có phải lại có tin đồn gì hay không? Chúng ta có cuộc sống của riêng mình, những lời nói bậy đó đừng để ý làm gì. Có vài tin đồn ít nhiều nàng cũng biết một chút, nói trượng phu mình dựa vào nữ nhân, ăn bám, tiểu bạch kiểm, đủ loại. Một vài ngôn từ khó nghe nàng không quá quan tâm, trong lòng nàng cũng biết nếu không phải do thân phận của mình thì cũng sẽ không chiếm được nam nhân này, nhưng chỉ sợ bản thân xuyên dính sẽ suy nghĩ nhiều. Xuyên dính vẫn lắc đầu, thật sự không có gì, chỉ vì ở chỗ này đã lâu nên đang nghĩ có nên ra ngoài một chuyến hay không. Tuyết Lạc Nhi mỉm cười, ở mãi một chỗ cũng buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút thì cứ đi thôi. Xuyên dính yêu nhã cười, đưa cánh tay kéo hai mẹ con vào trong ngực, trong lòng buồn bã nan giải, thật sự muốn ra ngoài một chuyến không? Y không muốn đi đâu, thầm nghĩ yên lặng đợi ở đây, nếu có thể cứ như vậy an hưởng quãng đời còn lại thì cũng không có gì không tốt cả. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người sau lưng đột nhiên truyền lời, lại có nhiệm vụ mới cho Y, muốn Y đi mượn thần khí chấn quốc của Hàn Quốc Sơn Hà Đình. Vật đó, Hàn Quốc Há có thể dễ dàng lấy ra. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây ra sự quan tâm của cửu thánh, một khi để tuyết bà bà khám phá ra thân phận của Y thì làm sao giờ nếu là trước đây y chắc chắn là không chút do dự đi thi hành nhưng trước mắt đã có một đứa con mới chào đời nhiều suy nghĩ vốn có đã thay đổi y đột nhiên thấy sợ một nhiệm vụ tới sau này sẽ còn có nhiệm vụ khác e rằng trong tương lai còn có nhiệm vụ bên ngoài cho y nữa chỉ sợ sẽ có ngày nào đó xa chân càng nghĩ càng bất an khiến trong lòng y tràn đầy sự sợ hãi đối với tương lai mờ mịt thung lũng băng sơn dòng sông chảy xiết hơi nước lả lơi thời gian đã ước định địa điểm là chỗ cũ chính là trong hang lần đầu tiên giao vô lượng quả cho Triệu Hùng Ca. Lúc Nghiêu Hữu Đạo đi tới, Triệu Hùng Ca và Viên Cương đã chờ trong hang rồi. Bay vút vào, sau khi hạ xuống bên cạnh hai người, Nghiêu Hữu Đạo nhìn Viên Cương từ trên xuống dưới một lượt, nhìn mái tóc mới dài ra của gã, hỏi. Không sao chứ, Viên Cương tháo băng vải trên hai tay ra, vết thương coi như đã hồi phục khá nhanh, băng vải chỉ dùng để ngụy trang. Sau khi chia hai tay cho hắn xem lại đập tay đùng đùng một trận. Không sao, không có việc gì là tốt rồi. Ngưu Hữu Đạo lại quan sát Triệu Hùng Ca từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện đã sạch sẽ hơn không ít, nhưng dường như lại không thay đổi chút gì, nơi có thay đổi chắc là chăm chỉ rửa mặt hơn, nhưng chỉnh thể thì vẫn là dáng vẻ lôi thôi, hồ lô rượu vẫn mang theo bên người, không khỏi hỏi. Triệu Sư Thúc, người không phải nói chuyện đã xong đều buông xuống rồi sao? Làm sao lại vẫn cái dáng vẻ này? Sống tốt chút đi, đừng cả ngày treo cái hồ lô rượu làm gì. Triệu Hùng Ca, ta lại thấy kỳ lạ, sao hôm nay ngươi lại ở đây giáo huấn ta rốt cục là ta là sư thúc hay ngươi là sư thúc nghiêu hữu đạo cười ha hả người một nhà đừng khách khí triệu hùng ca hừ lạnh một tiếng sau đó lại thở dài nói đã nhiều năm như vậy nên đã sớm thành thói quen thay quần áo mới lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên rượu này đã uống lâu rồi nhất thời cũng không cai nổi không cần phải cố ý cứ thuận theo tự nhiên đi nghiêu hữu đạo có ý tốt nếu y đã nói như vậy thì không tiện nói thêm gì nữa đây là sự tự do của người ta. Xoạt, viên cương chợt rút đại đao sau lưng ra, chĩa trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhìn, làm gì vậy? Viên cương, đạo ra, đao này dùng không thuận tay. Ngưu Hữu Đạo, đao dùng không thuận tay thì đổi đi là được, ta không tin ma giáo to như vậy ngay cả một thanh đao cũng không tìm nổi. Viên cương, vẫn cảm thấy tam hống đao dùng thuận tay hơn, suốt đao quá thông thuận không có chút trở lực lại không thoải mái, còn tam hống đao bổ ra tiếng hổ gầm, nhất là cảm giác nó phát ra từ tay mình giống như là chính mình rít gào vậy cảm thấy còn tăng được cả tinh khí thần của mình có cảm giác người đau hợp nhất khi sử dụng nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn ngươi nói chuyện này với ta làm gì có ý gì viên cương thẳng thắn nói nếu như được thì giúp ta lấy tam hống đao về nghiêu hữu đạo đao đang ở đâu viên cương thất lạc ở vô song thánh địa hẳn là trên tay lữ vô song hai mắt nghiêu hữu đạo trợn lên có bị bệnh không vậy Ngươi cho ta là người không gì không làm được hay sao? Trên tay lữ vô song, làm sao ta đi lấy được? Lấy mạng mình đi đổi à? Cút sang một bên, một tay đẩy viên cương giạt sang một bên, hỏi Triệu Hùng ca. Bên Ô Thường không làm chuyện gì dị thường với ma giáo chứ? Triệu Hùng ca, tạm chưa phát hiện dị thường gì, Nghiêu Hữu Đạo, sau lưng còn không biết đang xúi dục gì, các ngươi cẩn thận cảnh giác chút, có dị thường gì thì ngay lập tức liên lạc. Triệu Hùng ca, vẫn cẩn thận không dám khinh thường. Nghiêu hữu đạo lấy trong tay áo ra một cái mặt giả ném cho viên cương. Đeo lên, đi theo ta. Viên cương cầm lên nhìn một chút, màu đỏ, đoán chừng là cố ý chuẩn bị cho gã, sau đó nghe theo. Đợi gã đeo xong mặt giả, nghiêu hữu đạo nhìn lại cứ cảm thấy không đúng lắm. Sau khi xoay người vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lại xoay người lại, giơ tay lên ý bảo gã cúi đầu. Đầu viên cương cúi thấp, tay nghiêu hữu đạo ấn lên đầu gã, sau khi thi pháp thì bộ lông bay đi, trong nháy mắt đã thành đầu chọc viên cương sờ sờ đầu trong mắt tràn đầy sự ngờ vực chắc hẳn kiểu tóc của ngươi ma giáo đều biết còn ngươi nữa bộ ra như gặp quỷ này cứ để đầu chọc đỡ bị nghi ngờ hơn nghiêu hữu đạo thuận miệng giải thích một câu xoay người phất tay ý bảo rời đi viên cương theo ở phía sau hỏi đi đâu nghiêu hữu đạo cứ đi thì biết triệu hùng ca nhìn thấy phương thức hai người đi chung thì mỉm cười trước đó bởi vì lỗ mãng mà tới giữa hai người này lại dường như đã trải qua nhẹ nhàng hơn trong một cái khe trên cao nguyên một con tòa kỵ phi cầm phóng lên cao trở như hữu đạo vân cơ và viên cương nhanh chóng đi xa lúc tới gần sát khu vực sa mạc vô biên như hữu đạo lấy ra một tấm bản đồ bên trên có các khu vực trên sa mạc vô biên nói với vân cơ đang khống chế phi cầm chở người lượn quanh một vòng đi đi tới vị trí này từ vị trí này tới sa mạc vô biên hẳn là ít người hơn có thể tránh được bị người ta phát hiện ra động tính của chúng ta trong sa mạc hắn rất ít làm chuyện không có chuẩn bị Bản đồ luôn mang theo bên người đã nói lên hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Vân Cơ tự tay muốn cầm bản đồ, Ngưu Hữu Đạo lại chỉ chỉ trên bản đồ ý bảo đi vòng qua khu vực này. Vân Cơ gật đầu thể hiện rằng đã biết, lúc này Viên Cương mới biết là muốn đi đâu, hỏi. Tới sa mạc vô biên? Ngưu Hữu Đạo ừ, Viên Cương, tìm hạt hoàng, gã chỉ hoài nghi, ai ngờ lại đoán đúng, Ngưu Hữu Đạo, không phải ngươi nói ngươi có thể khống chế hạt hoàng sao? Viên Cương hỏi, là có thể khống chế? ba người chúng ta có thể làm cái gì? Nghiêu hữu đạo, ngươi đã quên ngươi nói gì với Lữ Vô Song rồi à? Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, trong ma điển có ghi chép, ngoại trừ nhân gian nơi chúng ta ở, thiên đồ bí cảnh, thánh cảnh, điệp mộng huyễn giới, thương tụng còn mở giới thứ năm nữa. Giới thứ năm, chương 1947, giới thứ năm 2. Vân cơ quay đầu, đồng thời đặt câu hỏi với viên cương, vân cơ còn bồi thêm một câu. Ma điển là cái gì? Nghiêu hữu đạo, không sai, còn có giới thứ năm nữa. Nhìn Vân Cơ, mỉm cười nói, ma điển là bản chép tay thủ chát của Ly Ca, vì cứu hầu tử mà không thể không giao cho ô thường. Đối với chuyện này, viên cương đương nhiên là xấu hổ. Đối phương lại nói với gã một bí mật, ánh mắt Vân Cơ lóe ra, ngạc nhiên nói. Chẳng nhẽ trong sa mạc vô biên này có liên quan tới giới thứ năm. Nghiêu hữu đạo, trong sa mạc này có dấu lối vào giới thứ năm. Ta vốn tưởng rằng bí mật này người trên đời biết cũng chỉ có hai ba người, lần trước nghe xong chuyện hầu tử nói với Lữ Vô Song, ta hoài nghi có phải Lữ Vô Song cũng biết bí mật này hay không, cũng bởi vì Lữ Vô Song nhằm vào hạt hoàng, cho nên ta hoài nghi hạt hoàng chính là vật tiếp dẫn tới giới thứ năm có ghi lại trên ma điển. Có hoài nghi này là bởi vì trong sa mạc ngoại trừ bỏ cạp ra, ta thực sự không nghĩ ra còn có thể có vật tiếp dẫn nào khác. Rốt cục Lữ Vô Song có biết hay không thì không biết, chỉ ít bây giờ ô thường đã biết rồi. Hiện tại ô thường chắc còn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm chìa khóa tiến vào hắn muốn tìm, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ ít là bây giờ còn chưa cản nổi, dám mạo hiểm đứng ra tức là muốn chết. Vân cơ, cho nên người mới muốn dẫn hầu tử đi thử một lần, xem hạt hoàng có thể dẫn chúng ta tiến vào giới thứ năm hay không sao. Nghiêu hữu đạo, không sai, nếu như phán đoán không sai, hạt hoàng thật sự có thể dẫn chúng ta tiến vào giới thứ năm, vậy chúng ta sẽ trước những người khác đi xem giới thứ năm như thế nào. Sau khi biết được tình huống thì nắm chắc tâm lý nhằm đề phòng chu đáo, tránh việc đến lúc đó bị người ta giết cho trở tay không kịp. Yên lặng lắng nghe, viên cương hiểu ý của hắn, chợt lên tiếng. Nếu như là như vậy thì không cần phải đi đường vòng phiền phức vậy đâu. như hữu đạo, người triệu hoán hạt hoàng gây ra động tính quá lớn, chọn xong phương vị có thể tránh được tu sĩ lui tới vô biên các phát hiện đã. Viên cương, nhưng động tính không lớn bao nhiêu đâu. như hữu đạo quay đầu, sa mạc lớn như vậy, người có thể tìm được vị trí chính xác của hạt hoàng sao. Viên cương, ta có biện pháp như hữu đạo biết gã không phải người xuất khẩu cuồng ngôn nếu gã đã nói như vậy thì lập tức nói với vân cơ nghe hắn sau đó cả nhóm đi thẳng tới sa mạc vô biên sau khi tới được sa mạc thì tìm nơi ở phụ cận danh giới sa mạc để đặt chân ở chân núi sau đó vân cơ khống chế phi cầm hạ xuống đỉnh núi phụ trách canh gác cảnh giác bốn phía phòng bị có người tới gần viên cương đạp gác từng bước đi lên cồn cát đối mặt với sa mạc rộng lớn minh mông giang hai cánh tay ra chợt gào to một tiếng a à, hữu đạo lắc mình một cái hạ xuống bên cạnh quan sát chợt thấy trong các sa mạc lần lượt có chỗ phá lên xa gần chui ra hẳn là có gần trăm con bọ cạp chạy như bay tới đây còn viên cương cũng ngừng gầm rú đứng chờ đến khi một đám bọ cạp tới gần bỏ tới trước mặt viên cương ô ô ô một hồi lâu như hữu đạo đứng chắp tay nhìn viên cương trao đổi với một bầy quái vật không quá để tâm tới quá vật chủ yếu là nhìn chằm chằm viên cương thần xác có vài phần không hiểu người huynh đệ hai đời này của mình càng ngày càng làm mình cảm thấy ngoài ý muốn. Ô, sau khi viên cương giống lên một tiếng to sau cùng, một đám bọ cạp nhanh chóng xoay người, bay vèo vèo đi tứ tán, nhanh chóng chạy nhanh trong sa mạc như dẫm trên đất bằng, rất nhanh lại theo thứ tự chui vào bên dưới cát, không hổ là sinh linh trời sinh để sống ở đây. Viên cương quay đầu lại nói, chỉ là một số ít bọ cạp, như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Nghiêu hữu đạo bình tĩnh gật đầu, cũng hiểu. Ngươi muốn cho những con bọ cạp này đi truyền lời để tìm hạt hoàng đến ư. Viên cương, không sai, nghiêu hữu đảo, xem ra ngươi khống chế những quái vật này càng ngày càng thành thục. Viên cương, quen tay hay việc, tiếp xúc nhiều lần rồi, ít nhiều có chút cảm ngộ, biết rõ làm sao để trao đổi với chúng nó. Nghiêu hữu đạo nhẹ nhàng nói, phải chờ bao lâu, viên cương, không biết, nhưng chắc là có thể tìm được thôi. Nghiêu hữu đạo, vậy thì chờ thôi, sau khi đợi một hồi lâu, viên cương tháo bình nước bên hông xuống sau khi mở nút thì đưa cho hắn động tác tự nhiên người ở bên cạnh như hữu đạo thấy gã làm vậy dường như đã quen rồi Như hữu đạo dường như cũng đã quen làm thế nhận vào tay tùy tiện đổ hai ngụm rồi tiện tay đưa lại hai tay lại chậm gì gì phát ra sau đai lưng ánh mắt nhìn quanh thăm dò phía trước tiếp đó viên cương cũng đổ mấy hớp uống cũng đeo bình nước lại trên lưng trên lưng gã còn đeo một cái bọc đều là đồ ăn mua trên đường đề phòng ở lâu không có gì để ăn còn trên người của Ngưu Hữu Đạo chỉ có một thanh bội kiếm đeo trên lưng, thanh thoát, ung dung, tự lại, không chút dư thừa. Trên núi, vân cơ cảnh giác bốn phía, chân núi, người đang chờ trong sa mạc. Một lần này chờ rất lâu, cho tới khi bầu trời tối đen, xuất hiện sao đầy trời làm người ta vui vẻ thỏa mãn mới mơ hồ nhận thấy được dưới lớp cát của sa mạc hình như có tiếng vù vù nặng nề truyền tới. Trên đỉnh núi, dường như vân cơ cũng đã nhận ra, ngồi phi cầm đáp xuống, loanh quanh ở tầng trời thấp, phía trên đầu của hai người. Giao giao, cát sa mạc bắt đầu lõm xuống, hạt cát điên cuồng chảy sang, một con cự thú dữ tợn lớn như ngọn núi hiện thân dưới bầu trời sao của sa mạc, chính là hạt hoàng. Quơ cái càng to lớn bỏ tới trước cồn cát, đè thấp thân thể, trong miệng quái thú u mịch phun ra mùi tanh. Đối mặt ở khoảng cách gần, nhiều hữu đạo gặp biến không sợ hãi, quay đầu liếc nhìn viên cương. Ô, viên cương quát một tiếng, ra lệnh cho hạt hoàng nằm dạp người trên mặt cát, an phận. Tỏa kỵ phi cầm trên không trung sợ tới mức bay lên trời, không dám bay ở thấp nữa vân cơ lại lắc mình xuống hạ xuống phía sau hai người nhìn gần con quái vật trong truyền thuyết cho đã mắt cảm thấy kinh ngạc nghiêu hữu đạo hỏi nó xem có biết lối vào đi thông thế giới kia ở đây không viên cương hình như có chút mơ hồ hỏi ngược lại hỏi thế nào nhìn chằm chằm hạt hoàng một hồi nghiêu hữu đạo quay đầu lại nhìn gã ngươi hỏi ta làm gì ta mà có biện pháp thì còn cần phải dẫn ngươi tới à tự nghĩ biện pháp đi cũng phải được rồi viên cương giơ tay lên sờ cái đầu chọc một cái suy nghĩ một hồi dường như đang sửa sang lại tâm tình cuối cùng chậm rãi giang hai tay ra về hướng hạt hoàng to lớn phát ra tiếng ô ô đứng ở một bên như hiếu đạo có thể cảm giác rõ ràng được mỗi lần gã lên tiếng tâm tình đều không giống nhau nhưng không có cách nào hiểu được chỉ đành đứng đó xem cũng không biết hạt hoàng có nghe hiểu hay không nói chung miệng lớn hồng hộc vài tiếng phun ra mùi tanh một người một quái nhiều lần trao đổi viên cương kết thúc công việc dường như có chút buồn bực. Đạo gia, ta không có biện pháp trao đổi rõ ràng được. Nưu Hữu Đảo, đại khái là có ý gì? Viên Cương suy nghĩ một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, ta không có biện pháp giải thích giới thứ năm là cái quỷ gì cho nó hiểu, nó đáp lại ta cũng không biết có phải là giới thứ năm hay không. Ta chỉ có thể dùng tâm tình ý bảo, có thể mơ hồ cảm giác được nó bảo ta đi với nó tới một chỗ, đi tới đâu thì ta không biết. Nưu Hữu Đảo, nói cách khác sau khi ngươi nhắn nhủ tâm tình của ngươi với nó thì nó đáp thật sự có một nơi có thể sao. Viên cương, là như vậy đó, như Hữu Đạo, đến cũng đã đến rồi, vậy hãy để cho nó dẫn chúng ta đi xem thử đi. Được, viên cương thả người nhảy lên cái càng lớn, muốn leo lên trên. Đứng nhìn, vân cơ chợt lên tiếng, ta cũng đi xem, chương 1948, hẳn là nơi đây. Ngưu Hữu đạo quay đầu chỉ chỉ tỏa kỵ phi cầm trên bầu trời. Dù sao cũng phải để lại một người chờ, thứ này có giá trị không nhỏ đâu, mất thì tiếc lắm. Mặt khác nếu nhớ bị mất tích, đợi bọn ta quay lại chẳng phải là có chút phiền phức sao. Vân cơ, nếu thật sự tiến vào giới thứ năm, không đi theo mở rộng tầm mắt thì thật là đáng tiếc. ngẩng đầu nhìn về phía phi cầm đang quanh quẩn xung quanh. Chuyện này đơn giản, để ta xử lý. Chợt lóe lên sông thẳng tới vách núi, hai cánh tay liên kích tạo ra một cái thạch động trên thạch bích. Chợt lại thấy nàng lắc mình sông lên thiên không trực tiếp làm tòa kỵ phi cầm hôn mê rơi xuống, sau đó ném vào trong sơn độc, sau lại khiêng đá tảng nhanh chóng biết cửa động lại. Tiện đà lắc mình trở về, khi chúng ta trở về sẽ cứu nó tỉnh lại, nếu như chúng ta không về được, nơi này chính là đất chôn thây của nó. Như hữu đạo không nói, không cần phải nói gì nữa, lắc mình hạ xuống phía sau hạt hoàng, vân cơ cũng mang theo mấy phần hưng phấn cùng hạ xuống bên cạnh. Ô, viên cương quát một tiếng, thân thể cao lớn của hạt hoàng xoay người, nhanh chóng lao sâu vào trong sa mạc, chưa chạy được quá xa đã ầm một tiếng, một đầu đánh về phía xa địa, chìm vào trong đất. Sau khi đi vào dưới lòng đất, Ngưu Hữu Đạo phát hiện mang theo vân cơ cũng có chỗ tốt. Vân cơ tu vi thâm hậu, thêm nữa còn am hiểm độn địa thuật, độn vào xa địa càng không cần nói, lấy một thân thuật pháp mở ra cho ba người một không gian hình cầu tránh khỏi bị dính bẩn, chỉ ít làm cho viên cương dễ dàng hơn không ít. Sinh linh trong sa mạc này, hơn nữa còn là vương giả của sa mạc quả nhiên là trời sinh thích ứng với hoàn cảnh nơi đây vật thể khổng lồ ở dưới đất thành thạo len lỏi trong tầng cắt thật dày tốc độ rất nhanh đã chuẩn bị trước như hữu đạo móc trong đai lưng ra một viên dạ minh châu nhỏ chiếu sáng nơi tăm tối không biết qua được bao lâu có vẻ như đã qua rất lâu rồi vậy sau khi hạt hoàng đi không gian bốn phía của hình cầu chợt bị hạt hoàng chen qua thành tượng đá điêu khắc dường như là tượng phật bị cát vàng vùi lấp vậy trầm phật địa cầm dạ minh châu trong tay như hữu đạo lẩm bẩm một câu còn viên cương dường như chợt nhớ ra gì đó chợt giống lên vài tiếng ô ô. Như hữu đạo nhìn vân cơ, rõ ràng có thể cảm giác được hạt hoàng đột nhiên điều chỉnh hướng đi. Tình huống gì vậy, như hữu đạo hỏi một câu, viên cương trầm mặc không hé răng, đợi không bao lâu, hạt hoàng đột nhiên ngừng việc đột lại, có thể nhìn thấy đầu của hạt hoàng dường như đang đặt trên một tòa khung thạch. Nơi đây chắc là một tòa địa cung nào đó, viên cương trầm giọng nói xong lại bổ sung một câu, ta từng tới rồi, như hữu đạo nghĩ tới điều gì đó, ý bảo vân cơ mở đường. Lúc này Vân Cơ thi pháp mở cát ra khỏi thạch khung dưới đầu của hạt hoàng, hai người chui theo nàng vào đó. Rời khỏi đầu của hạt hoàng không xa, phía trước đột nhiên rộng mở, ba người ra khỏi tầng cát, phía trước đen nhánh trống rỗng, còn có rất nhiều tiếng xào xạc. Nghiêu hữu đạo thảo Nguyệt Điệp ra, Nguyệt Điệp dương cánh bay lượn ở không gian dưới đất, chiếu sáng không gian, phát hiện là một tòa địa cung, trên mặt đất có rất nhiều bọ cạp lớn nhỏ, lít nhít bỏ về hướng ba người sau khi tới gần không biết là bởi vì khí thức của viên cương hay là do khí thức của hạt hoàng phía sau lại nhao nhao lui lại. Nguyệt điệp bay xa rồi, bay tới cuối, ánh sáng chiếu rọi, có thể mơ hồ thấy một bức tượng Phật ngồi xếp bằng trên đài hoa sen, vô cùng vĩ đại. Giao giao, viên cương tuột xuống khỏi sườn cát, bọ cạp ở dưới nhao nhao tránh đi. Như Hữu đạo và vân cơ cũng đi theo, viên cương đi thẳng về phía trước khiến đa phần bọ cạp phải nhường đường. Sau khi quan sát kết cấu của cả tòa địa cung, như Hữu đạo quay đầu nhìn thử, chỗ bị cát vàng chặn cũng chính là nơi mà ba người tiến vào hẳn là cửa chính vào địa cung này e rằng căn bản không phải địa cung gì hẳn là một tòa cung điện vốn dĩ ở trên mặt đất chỉ là sau đó bị cát vàng vùi lấp mà thôi đi tới dưới chân tượng phật viên cương dừng bước như hữu đạo và cân cơ mới phát hiện dưới đất dưới chân tượng phật có đặt một thạch quan bằng hắc ngọc trên nắp quan tài có vết dạn dường như là sau khi vỡ thì được ghép lại khi tới gần như hữu đạo liền chú ý tới dị tượng có chú ý không bọ cạp dường như không dám tới gần thạch quan này, thạch quan này dường như có gì đó quái lạ. Viên cương đặt tay lên thạch quan, vốn dĩ là dám tới gần, sau khi ta lau một vòng máu tươi của ta lên đó thì không dám tới gần nữa. Nghiêu hữu đạo ngẩn ra, thử hỏi, tô chiếu ở đây à? Ừ, viên cương gật đầu, nếu tiện đường ta sẽ tới thăm nàng, mới chưa được bao lâu. Nghiêu hữu đạo trầm mặc, vân cơ thử hỏi, có ý gì? Nghiêu hữu đạo lắc đầu ý bảo nàng không nên hỏi viên cương việc này quá nhiều, Vân Cơ liền không lên tiếng nữa. Viên Cương chợt giơ tay lên rút đao sau lưng ra cầm trong tay, lại dùng sức rạch lên tay một cái, lập tức làm bàn tay mình đầm điểm máu. Huyết trưởng vỗ lên quan tài đá làm nó chạy quanh, lại lau một vòng máu của mình lên thạch quan. Sau đó để lại đao vào bao, Viên Cương đi tới trước tượng Phật cao lớn ngẩng đầu quan sát một hồi, chợt thành kính tạo chữ thập với khuôn mặt đại Phật chìm trong u tĩnh, không biết đang cầu xin cái gì, dường như đang cầu khấn đại Phật có thể khiến cho người trong thạch quan được ngủ yên. Nhiêu hữu đạo nhìn chòng chọc Dạ Minh Châu trong tay, vuốt vuốt làm khuôn mặt của hắn sáng tối bất định giống như một chiếc đèn trơ trọi đang ngắm nhìn gió thảm mưa sầu. Đường trong giang hồ không dễ đi, sinh tử là chuyện luôn phải đối mặt, chỉ ít hắn không phải là lần đầu tiên có phản ứng này, dáng vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vân cơ đã ý thức được đại khái, yên lặng quan sát hành động của viên cương, nhân tiện khôi phục pháp lực, độn lâu ở dưới đất xác thực là tiêu hao pháp lực rất lớn. Hai người không hề hé răng, cũng không quấy nhiễu viên cương, trong cung biện dưới lòng đất chỉ có tiếng xào sạc của bọ cạp. Một hồi lâu sau, viên cương xoay người, lại nhìn chằm chằm thạch quan một hồi, chợt nhanh chóng đi ra. Đi thôi, hai người xoay người, đi theo gã, đi tới cửa chính chất đống cắt vàng, vân cơ sử dụng độn địa thuật mở đường, hạt hoàng còn đang nằm úp sắp tại chỗ chờ bọn họ. Lần nữa bỏ tới phía sau hạt hoàng, viên cương lần nữa ô ô vài tiếng, hạt hoàng lui người thay đổi phương hướng chờ ba người đi, còn cửa cung lần nữa bị cắt vàng phong bế cũng không biết lại độn bao lâu trong cát vàng, còn chưa thấy hạt hoàng có ý dừng lại, ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng cảm thấy buồn bực, chuyện này thật sự không giống tìm mục tiêu trên mặt đất, chui xuống mặt đất bớt việc hơn nhiều. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, nếu hạt hoàng không thích tiềm hành dưới đất chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay tu sĩ rồi. Bên tai tiếng là tả đột nhiên ngừng lại, hạt hoàng đột nhiên ngưng đột. Ba người đợi một hồi, vẫn không thấy mục tiêu, Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Làm sao vậy?" Vừa mới nói xong, đột nhiên có lục quang mông lung xuyên thấu từ trong cát vàng tới, không biết là vật gì. Vân cơ hơi cảnh giác, lập tức đẩy ra một trường, không gian phía trước lan tràn mở rộng ra mấy trường, sau đó đã tới cực hạn của thuật pháp vân cơ, không có cách nào tiếp tục khai thác không gian nữa, chút khoảng cách đó dường như không tìm được đầu nguồn của lục quang. Lúc ba người đang kinh ngạc nghi ngờ, lục quang đột nhiên xuất hiện ở không gian phía trước mà vân cơ mở ra, giới hạn được mở rộng kéo ra một màn ánh sáng màu lục. Đợi khi giới hạn lục quang mở ra, Màn sáng hiện ra toàn diện, hạt hoàng đột nhiên động, nhanh chóng chui theo màn sáng, ba người phát hiện mình theo hạt hoàng đã đụng vào màn sáng rung động, ba người có thể rõ ràng chứng kiến màn sáng đi qua vị trí của ba người, biến mất trong cát vàng ở phía sau. Hạt hoàng tiếp tục chui theo cát vàng bao quanh lục quang. Chương 1949, một đàn xích liệt điêu, một đàn hạt hoàng 1. Không lâu sau, phía trước lại có màn sáng lục sắc xuất hiện, ba người theo hạt hoàng lần nữa đụng vào lại phát hiện ra lần nữa đã tiến vào trong cát vàng rồi. Ba người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã đột nhiên nhận thấy hạt hoàng đang chui về phía trước. Sau một lúc, Vân Cơ đột nhiên nói, sắp ra khỏi lòng đất rồi. Như Hữu Đạo và Viên Cương biết, thuật độn thổ mở không gian của nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi của áp lực trong lòng đất. Quả nhiên, đỉnh đầu chợt nhìn thấy sắc trời, tiếng rào rào vang lên, hạt hoàng đã phá khỏi tầng cắt trên đỉnh, bò ra khỏi sa mạc minh mông, lại nhìn thấy được thế giới quang minh bình thường. Bò ra ngoài, hạt hoàng liền nằm úp sấp ngay tại chỗ, đình chỉ hoạt động tựa như đang rung đùi đắc ý, thở ra tiếng hồng hộc. Ngưng thần một lúc, viên cương nói, ý của nó chính là chỗ này. Vân cơ ngắm nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, cái gì chứ, đây không phải là lại trở về sa mạc vô biên sao. Không phải, chúng ta hẳn là đã tới thế giới kia rồi, đây hẳn là giới thứ năm. Như hữu đạo chợt lên tiếng, vân cơ và viên cương đều nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đang liếc mắt nhìn về phía thái dương trên không trung. Hai người thuận thế nhìn theo, quả nhiên phát hiện có sự khác biệt bên cạnh mặt trời còn có một hình cầu to lớn màu nâu ở nhân gian căn bản không tồn tại lần nữa ngắm nhìn bốn phía chính là sa mạc sa mạc vô biên vô tận dường như không có gì khác với sa mạc vô biên ở nhân gian lẽ nào giới thứ năm là một thế giới sa mạc vân cơ hoài nghi hỏi viên cương nói không thể nào nếu không có tình huống đặc biệt phải có rất nhiều rừng rậm và nước tồn tại vân cơ lần nữa mở pháp nhãn ngắm nhìn bốn phía không tin thị lực của hắn hoàn hảo hơn mình, kết quả không phát hiện ra cái gì, không nhịn được hỏi. Làm sao mà biết, viên cương bình tĩnh nói, bởi vì có đầy đủ không khí, vân cơ hoài nghi nói, có ý gì, viên cương nhìn về phía nghiêu hữu đạo, còn nghiêu hữu đạo thì gượng cười. Phán đoán của hầu tử hẳn là không sai, còn như nguyên nhân, về sau sẽ chậm rãi giải, giải thích, trước tiên quan sát trước mắt đã. Nói đến trước mắt, vân cơ bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, chợt lắc mình một cái chui vào trong cát, chui xuống đất biến mất. Viên cương hơi cảnh giác, nàng ta làm gì vậy? Nghiêu hữu đạo cười nhạt nói, nàng đang đi xác nhận cửa đi thông giới thứ năm có phải vẫn tồn tại hay không, xác nhận một chút cũng tốt. Viên cương đã hiểu, lại tháo túi nước bên hông xuống, mở nút đưa cho hắn. Hai người đợi một lúc, mặt đất rào rào một tiếng, vân cơ phá địa mà ra, lại nhẹ nhàng hạ tới bên cạnh hai người, trầm giọng nói. Không thấy cửa ra nữa, xem ra phán đoán của ta không sai, thông đạo đi thông giới thứ năm khác với thông đạo đi thông điệp mộng nguyễn giới và những địa phương khác, cửa vào đi thông nơi này chắc là hoạt động ở dưới sa mạc vô biên, sẽ không cố định ở một chỗ. Nghiêu hữu đạo hơi gật đầu, không phải chuyện ngoài ý muốn, bằng không trên ma điển sẽ không nói phải tìm được vật tiếp dẫn mới có thể đi vào được giới thứ năm. Hạt hoàng này chính xác là vật tiếp dẫn, nó chắc là có thể cảm ứng được vị trí của cửa ra vào. Vân cơ quan sát bốn phía, hỏi giới thứ năm này có cái gì